Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Biệt thự nhà họ Quý. Ký đi. Đơn ly hôn. Hôm nay là ngày đưa tang ba em. Anh bắt buộc phải chọn hôm nay ư? Cố Cẩm thề. Vậy thì phải chết cô. Ai bảo cô ra tay với Y, hại cô ấy suýt chút nữa sinh non. Quý Lưu Phong. Đó là do cô ta bày trò, em không hề. Lưu Phong, chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, anh không thể tin tưởng em ư? Nếu cô muốn ba ra đi thanh thản, chỉ cần cô ký đơn ly hôn này, tôi sẽ cùng cô đưa ba đi nốt trận đường cuối. Thực ra em nên nghĩ tới từ lâu, người phụ nữ đó nhiều thủ đoạn, sao lại cam lòng ở bên anh, không danh phận chứ? Cô, tôi ký tên rồi, anh tự nhặt đi. Còn nữa, nhớ lấy lời anh nói, cùng tôi đưa ba đốt chặn đường cuối. Cố Cẩm Hề. Diêm Thâm. Cậu hai, chúng ta không đi tìm cô Cố nữa. Không cần nữa. Tổng giám đốc Cố Hùng của tập đoàn Cố Thị qua đời ba hôm trước, tang lễ do con gái Cố Cẩm Hề và con rể Quý Lưu Phong lo liệu. Lưu Phong, thời gian này Cẩm Hề dành nhờ con chăm sóc. Lê Minh, Trần Sảnh. Tất nhiên rồi. Tốt, như vậy thì ba con cũng yên tâm. Ảnh hậu tới rồi, là Kiều Y Y. Tại sao lại có phóng viên? Rõ ràng trước đó có dặn không được để phóng viên vào trong. Mẹ, sao hai người lại tới đây? Mẹ Quý. Mẹ và Hùng làm bạn bao nhiêu năm nay, có thể không tới tiễn ông ấy nút đạn đường cuối không? Kiều Y Y. Cảm hề đứa bé đáng thương này, sau này nếu có khó khăn, nhớ tới tìm bác gái. Một cô gái đừng cái gì cũng gánh chịu một mình, có biết không hả? Chị Quý nói gì thế, Cảm hề là vợ Lưu Phong, có chuyện gì cũng có thể bảo Lưu Phong đỡ đần mà. Phong, lúc nào thì được với anh? Em đã hẹn thời gian đi thử váy cưới xong rồi, chuyện hứa với em anh không quên đấy chứ. Đúng là không nhìn ra, chắc Cố Cẩm Hề bị đá rồi. Cái gì chồng của Cố Cẩm Hề sẽ lại đi thử váy cưới với cô gái khác? Trong ngày này mà đi nó muốn thử váy cưới với chồng người ta, đúng, người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ. Sao thế anh Phong, có phải em đã nói gì sai không? Đủ rồi. Vội vã muốn diễn cảnh tình nồng ý mật, thị uy thì cút ra ngoài mà diễn. Đây là tang lễ của ba tôi, cô không có tư cách xuất hiện. Cố Cẩm Hề, tôi cảnh cáo cô ấy không phải người mà cô có thể đánh. Hả? Cẩm Hề, không sao chứ. Cố ý phá hoại tang lễ của người khác, còn bôi nhọ con gái của người đã khuất trước mặt bao nhiêu người, tại sao không thể đánh? Chỉ cần cô ấy đồng ý thì giết người phụ nữ kia thì có làm sao? Cậu là ai? Không liên quan gì tới anh. Tôi là Diêm Thâm, hôm nay tới đưa thầy đi nốt chặn đường cuối. Cậu hai nhà họ Diêm Thâm, công ty của gia đình anh ta còn lớn hơn nhiều so với nhà họ Cố và nhà họ Quý cộng lại, sao lại có thể là học sinh của ba được? Năm đó may mắn được thầy dạy, sau này nếu có nhu cầu gì đều có thể tới tìm tôi. Cảm ơn. Ba từng là giáo sư đại học, 10 năm trước mới nghỉ việc, tập trung vào phát triển kinh doanh. Nếu là sinh viên của ba thì có khả năng lắm. Em thấy cũng tới đúng lúc rồi. Anh Phong mà, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Hôm nay là tang lễ của bố, vợ Lưu Phong. Mặc kệ cô có thân phận gì, cô có thể đi. Lưu Phong bắt buộc phải ở lại. Dựa vào cái gì? Cố Cẩm Hề ly hôn rồi còn muốn bám lấy anh Phong không buông. Người muốn đi, Cố Cẩm Hề tôi không bao giờ níu kéo. Quý Lưu Phong, đưa người phụ nữ của anh cút đi cho tôi. Nếu không, tôi không thể đảm bảo sẽ làm gì cô ta đâu. Mời cả hai người họ đi, cả bà Quý nữa. Vâng. Mất đi giọng nói của người quấy rối, Cố Cẩm Hề cũng bình tĩnh lại, từng bước làm theo nghi thức, đưa ba Cố tới nghĩa trang an nghỉ. Ba, cuối cùng ba cũng có thể an nghỉ rồi. Cố Cẩm Hề! Cố Cẩm Hề! Cố Cẩm Hề! Nhà họ Diêm. Diêm Thân, anh trai Diêm Thâm. Thâm, em tới dự tang lễ của Cố Hùng mư, còn nói Cố Hùng là thầy em, ông ta có mặt mũi lớn vậy từ bao giờ thế? Nếu em không nhầm thì anh trong đợt kiểm tra thành tích đúng không?
Anh rảnh rỗi như vậy, em đang phân vân không biết có nên gây phiền toái cho anh không? Bỏ đi, tùy em. Bệnh viện. Sao bên ngoài ồn ào thế nhỉ? Cô Cố, tin tức trên mạng là do cô đăng phải không? Cô và anh Quý ly hôn thật à? Có người tiết lộ cô bị anh Quý ép ly hôn nên mới ngất đi phải đưa tới bệnh viện cấp cứu, cho hỏi chuyện này là thật ư? Cô Cố, nghe nói anh Hậu Kiều chen ngang vào cuộc hôn nhân của cô và anh Quý, chuyện này là thật ư? Có phải anh Hậu Kiều muốn có danh phận nên ép cô và anh Quý ly hôn? Cẩm Hề vừa mới tỉnh lại, không chấp nhận bất cứ phỏng vấn nào. Tránh ra, tránh ra. Vẫn ổn chứ? Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi rất ổn. Mời vào trong nói chuyện. Cô Cố xin chờ một lát, cho hỏi. Cố Thị tháng sau sẽ chính thức sáp nhập vào Quý Thị, trở thành công ty con của Quý Thị. Cô có biết chuyện này không? Không thể nào. Cố Thị là công ty của ba, tôi và Quý Lưu Phong đã ly hôn rồi, bọn họ có tư cách gì quyết định như vậy? Chữ ký trên đơn ly hôn là của cô đúng không? Đúng, nhưng trên đơn ly hôn không hề có điều khoản nào đó Cố Thị phụ thuộc hay sáp nhập vào công ty nào cả. Ba cô và nhà họ Quý có một giao hẹn, Quý Lưu Phong làm rể nhà họ Cố đồng nghĩa với việc có được quyền thừa kế của Cố Thị. Một khi hai người ly hôn, trừ khi anh ta chủ động từ bỏ quyền thừa kế, nếu không người bị đuổi sẽ là cô. Cái gì? Ba tôi chưa từng nói với tôi. Không được, tôi phải tới nhà họ Quý, tôi phải tìm Quý Lưu Phong. Khoan đã, dù con muốn tìm họ thì con cũng phải chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Con hôn mê 3 ngày, có gấp thế nào cũng phải đợi bác sĩ tới kiểm tra đã. Không, con phải đi ngay bây giờ. Con không tin cái giao hẹn quỷ quái của ba con và nhà họ Quý đó. Được, tôi đi cùng cô. Quý ra. Cô Cố tới rồi đấy ạ, anh Phong còn đang ở công ty, không biết cô có việc gì gấp, cần tôi gọi cho anh ấy không? Cẩm Hề tới rồi. Bác Quý, phiền bác nói với Quý Lưu Phong một tiếng, cô Cẩm Hề ở đây đợi anh ta, mong anh ta về nhanh một chút. Cẩm Hề ạ, mấy hôm nay Phong nó bận lắm, nếu cô cũng có chuyện gì quan trọng thì cứ nói với bác gái là được rồi. Được, vậy cho con hỏi sản nghiệp nhà họ Cố lúc nào thì do nhà họ Quý làm chủ về ạ. Cho dù con có chết thì cũng đâu đến lượt nhà họ Quý. Chuyện này Cẩm Hề trách nhầm chúng ta rồi. Lúc đầu bác và ba con ký thỏa thuận trước khi hai con kết hôn, giấy trắng mực đen rõ rành rành, không thể cãi được. Vậy cho hỏi thỏa thuận đó đâu? Con là đương sự, con có quyền được xem đúng không bác? Tất nhiên rồi, con không chỉ có quyền xem mà còn có thể tìm luật sư. Cẩm Hề, con nên biết ba con thương con nhiều như thế nào, vì con ông ấy mới đi ký thỏa thuận trước hôn nhân này. Bác có ý gì? Con còn không hiểu ư? Cuộc hôn nhân của con là do ba con đánh đổi mới có. Sau khi hai đứa ly hôn, cổ phần trong tay ba con ngay lập tức chuyển vào tay thằng Phong. Hiện tại con chỉ có 10% cổ phần mà thôi. Sao có thể? Đúng rồi, mình từng nghe nói Quý Lưu Phong không muốn cưới mình. Mình luôn cho rằng đó là tin đồn. Nếu lời bác ấy nói là thật, vậy thì cuộc hôn nhân 3 năm đáng cười nhạo của mình chính là do ba dùng tiền bạc đổi lấy. À không, là mua lấy. Cô sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Cho dù lời bác nói là thật thì con cũng không bao giờ từ bỏ Cố Thị đâu. Sớm muộn gì con cũng lấy lại thôi. Được, vậy bác chờ con lấy lại nó. Đáng tiếc, thứ bây giờ con cần đợi là tự tay đem nó ra cho chúng tôi. Cửa lớn Quý ra. Hả? Vẫn ổn chứ? Cảm ơn. Cô có trách tôi không? Rõ ràng tôi có thể giúp được cô. Trách cái gì, đây là cuộc chiến của tôi. Anh có thể cùng tôi tới đây tôi đã cảm ơn anh lắm rồi. Tôi đưa cô về. Được, phiền anh đưa tôi tới Cẩm Viên. Cẩm Viên. Vào trong uống ly trà nhé. Không cần đâu. Cũng được, sau này có cơ hội tôi mở tiệc mời anh Diêm sao? Phòng ngủ. Ba, giờ chỉ còn nơi này chứa con thôi. Cẩm Viên, nơi yên bình ba xây dựng cho con. Tiểu Hề yên tâm, ba nhất định sẽ cho con hạnh phúc. Tiểu Hề có biết không, ba nhớ mẹ con lắm, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc, ba nhất định phải ở bên bảo vệ con. Đợi tới khi con không cần ba bảo vệ nữa, ba mới đi tìm mẹ con. Ba hứa với con là sẽ bảo vệ con, tại sao? Thật đó, tôi chính mắt trông thấy người đó tự nhảy lầu, tôi cũng nhìn thấy đây này, lúc đó tôi đang quay video với bạn, quay cả vào đây này. Phía cảnh sát chứng thực cái chết của ông Cố Hùng là do tự sát, không phải do bất cứ ai giết hại. Lại sốt rồi, đứa nhỏ này
chưa ra viện sao có thể nằm ở đây để bị nhiễm gió lạnh chứ. Mau tới bệnh viện. Bệnh viện? Là cô ta ư? Trước đây không phải trên mạng nói Kiều Y Yêu mới là kẻ thứ ba ư? Giờ có bài đăng nói rõ sự việc rồi. Thì ra chồng cô ta và Kiều Y Y yêu nhau từ trước khi bọn họ kết hôn. Do ba cô ta lấy tình cảm và tiền bạc đi mua chồng cho con gái, Kiều Y Y mới là kẻ bị hại. Đúng vậy, tôi còn nghe nói hình như là y tá trong bệnh viện mình thì phải. Cô ấy bảo cô gái này hôn mê 3 ngày này là giả đó, mà giả vờ để Kiều Y Y bị người ta mắng thôi. Nói nhỏ thôi, nhỏ cô ta nghe được. Sao mà nghe được, cô ta còn chưa có tỉnh đâu. Đợt này là hôn mê, thật chứ đâu phải là giả vờ. Quý Lưu Phong, Kiều Y Y, các người muốn thế nào? Quý Lưu Phong, tôi giao cả bản thân và tài sản cho anh. Anh còn lên mạng bôi nhỏ tôi, rốt cuộc là vì sao? Cẩm Hề, con xem gì mà tập trung thế? Buổi phỏng vấn của anh Hậu Kiều à, đang phát trực tiếp cảnh cô ta tố cáo con nè. Cái gì? Xin cô cố đừng vì tôi mà giận anh Phong, xin cô cứ nhầm và cảm vào tôi, xin cô đó. Người phụ nữ lòng dạ hiểm độc vô sĩ này. Nếu không thế thì sao, làm sao làm được? Ánh Hậu đây, kỹ thuật diễn cũng khá đấy chứ. Chuyện này không phải lỗi của em, chúng ta yêu nhau từ khi còn học đại học, đều tại cố Cẩm Hệ chi rẽ uyên ư. Đúng vậy, ba cô ấy còn từng tìm tôi đưa cho tôi một cục tiền lớn, bắt tôi bỏ anh Phong, tôi không đồng ý, sau đó còn bị bắt cóc. Anh Phong tưởng tôi bỏ rơi anh ấy nên mới nản chí rồi đồng ý cưới cô Cẩm Hề. Tôi cứ tưởng y muốn rời xa tôi, không ngờ cô ấy bị người ép. Uổng công tôi luôn kính trọng ông ấy. Nói như vậy, người bắt cóc cô chính là Cố Hùng. Nghe nói ông ấy có trả thượng trước hôn nhân với anh. Chắc đúng vậy rồi. Có một sự nghi ngờ không hề nhẹ, quẹt thẻ. Cố Hùng ác thật, Cố Cẩm Hề ác thật. Cố Cẩm Hề này thật khiến người ta ghê tởm. Trước đây tôi còn thấy đồng cảm với cô gái họ Cố, y thật đáng thương bị ép chia tay người yêu. Đừng xem nữa, toàn đỏ trắng tay đen, họ có thể mở họp báo, chúng ta cũng có thể. Chuyện năm đó con không hề biết gì cả, cái gì là thật, cái gì là giả, con cũng không rõ. Nhưng ba con không đời nào đi bắt cóc người khác, dù có vì con đi chăng nữa. Dì sảnh, dì chuẩn bị cho con một đơn kiện gửi cho họ, chuyện họp báo không cần thiết đâu ạ. Thư mời của luật sư, bọn họ nói thật thật giả giả, e rằng một đơn kiện không giải quyết được gì cả. Dì sảnh cứ yên tâm, đơn kiện này không phải dành cho Quý Lưu Phong và Kiều Y Y. Cô Cố, đơn kiện đã được gửi tới chỗ người đó rồi. Thư ký Vương, anh ấy biết mình định kiện, mình định đệ đơn kiện. Cảm ơn anh Diêm. Thực ra tôi có thể tự giải quyết việc này. Tiện tay giúp đỡ thôi. Tại sao phải giúp tôi? Tôi nói rồi, tôi được người nhờ vả. Được người nhờ vả ư? Tôi không nghĩ ra ai có mặt mũi lớn như vậy có thể nhờ được anh. Nhờ anh giúp tôi mà tôi cũng chẳng còn gì để cho người ta ngấp nghé nữa. Sau 2 giờ kể từ khi buổi trực tiếp kết thúc, Diêm Thâm đăng đơn kiện lên mạng. Đối tượng bị kiện là người đăng tin đầu tiên đeo mũi nhọn đẩy lên người của y tá đang được mọi người quan tâm. Vì thân phận của Diêm Thâm nên làn sóng bắt đầu chảy ngược, càng ngày càng có nhiều người phân tích tỉ mỉ chuyện này. Truyền thông phong diệp, truyền phong phong nghiệp. Cố Cẩm Hệ quyến rũ đến đâu mà tốc độ câu đàn ông đã nhanh như thế, còn có thể để Diêm Thâm nó đỡ cho cô ta. Yên tâm đi, trận chiến này chị sẽ giúp em giành chiến thắng, nhưng nếu đắc tội với Diêm Thâm, sau này em khó mà nhận được hợp đồng dưới tay anh ta lắm. Quản lý Lâm, em biết truyền thông thượng nghệ của nhà họ Diêm có sức mạnh rất lớn. Một khi em gây thù với Diêm Thâm cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt việc tiến xa trên đường điện ảnh quốc tế. Nhà em không còn đường lui nữa. Không còn đường lui nữa thì phải đi cho tốt. Chị sẽ xử lý chuyện Cố Cẩm Hề. Em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đứa con này rất quan trọng với em đó. Em biết. Bệnh viện. Dì sảnh, sao dì lại quay trở lại thế? Còn không phải lo cho con trốn viện ư? Dì sảnh cứ yên tâm, con sẽ nằm đây đến khi khỏi thì thôi, con thề. Được, dì tin con, như Cẩm Hề này, Diêm Thâm quá lạnh lùng nguy hiểm, con không nên quá thân cận với cậu ta thì hơn. Con cũng chỉ là một người phụ nữ mới ly hôn, còn có gì để mất đâu chứ. Anh ấy là Diêm Thâm đó, thiếu gì thì thiếu chứ tuyệt đối không thiếu phụ nữ. Con nghĩ anh ấy còn nể tình nghĩa với ba nên mới giúp con thôi. Đợi mọi chuyện kết thúc cho dù con có muốn thì người ta cũng không thèm ý chứ. Con nói cũng có lý. Nhà trọ. Xin lỗi. Xin lỗi Cẩm Hề. Tôi không còn cách nào khác. Xin lỗi. Xin lỗi.
tòa nhà lớn Kình Thương. Cậu đi điều tra xem ai đứng đằng sau chuyện này, người nhà họ Quý hay Kiều Y Y? Vâng. Bệnh viện. Cẩm Hề, tôi không biết tại sao cậu phải nói dối, nhưng tôi cảm thấy nếu cậu đã ly hôn với Quý Lưu Phong thì nên để cho cả hai được tự do. Lý Diệt. Cô Kiều chờ đợi Lưu Phong lâu như vậy, không phải chính cậu đã nói muốn buông tay rồi? Cẩm Hề. Lý Diệt, chị em tốt của tôi, sau khi tôi xảy ra chuyện chưa từng thấy cô ấy xuất hiện, vốn còn tưởng cô ấy định phủ sạch quan hệ với tôi, không ngờ cô ấy lại muốn đẩy tôi vào vũng bùn. Tình hình bây giờ rất bất lợi cho cô, trong video cô ta đang có chứng tỏ cô ta từng tới bệnh viện thăm cô, còn ra ngoài còn chào hỏi nữa. Nhưng lúc đó trong phòng bệnh không có người nào khác, chỉ có tôi vẫn đang hôn mê, đúng là một vở kịch độc diễn hay ho. Nhưng mọi người đều không biết, bọn họ chỉ biết cô đang giả bệnh để dùng lý do đạo đức đuổi Kiều Y. Diêm Thâm, anh tin tưởng tôi đúng không? Sao lại cảm thấy thế? Vì trực giác. Tôi muốn ra ngoài, không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa. Vậy tôi đưa cô về nhà. Được, vậy đành nhờ anh Diêm đây tiếp tục làm tài xế vậy. Trước cửa bệnh viện. Cô đợi tôi ở đây nhé, tôi lái xe tới đây. Được. Cố Cẩm Hề. Á! À! Con đàn bà xấu xa, bản thân là kẻ thứ ba còn nói người khác là bồ, có mẹ sinh ra mà không được mẹ dạy, ba mẹ chết là đáng đời. Là Cố Cẩm Hề, ồ là cái người hại Kiều Y Y bị mắng đó phải không? Cầm miệng lại cho tôi, ai dám xó chiều nào theo chiều ấy, tôi kiện người đó tội phỉ báng. Không sao chứ, đi mau đi mau. Mắt cô bị sao thế? Trứng chảy vào mắt rồi. Đi rửa sạch mắt trước đã. Tôi bị thương ở mắt chứ không phải ở chân. Khoa mắt. Viện trưởng đã xử lý xong rồi, không sao hết. Nhìn kìa, tôi đã nói là không sao rồi mà, chỉ cần rửa sạch là được, cậu còn giục tôi kiểu như kiểu muốn đòi mạng đến nơi ấy. Cảm ơn. Phó viện trưởng Tưởng Triết. Chuyện video tôi sẽ xử lý, cô không cần lo lắng. Không cần, đây là kế hoạch bọn họ trù tính từ lâu, để tự tôi giải quyết. Cô, trường hoa hồng cuối năm của Cố Thị, e rằng cô còn không có cả sinh hoạt phí, làm sao để đấu được với Quý Thị đây? Sao thế, không tin tôi à? Nếu không có nhà họ Cố, tôi liền nản lòng ngã xuống vậy, thì tôi còn mặt mũi nào đi gặp ba mẹ dưới suối vàng chứ? Thế chuyện vừa nãy thì sao? Mặt người ta mắng, tính cô tốt thật đấy. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ quay lại mắng như mấy bà thím chanh chua à? Đương nhiên tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Anh có thể giúp tôi tìm ra cái người ném trứng vào tôi không? Tìm được người đánh hắn một trận, sau đó để hắn ta có chuyện để báo cáo lại với Kiều Y Y. Sao cô biết hắn là người Kiều Y Y sắp xếp tới? Biết chính là biết, anh làm theo là được. Lúc đó người vây quanh cũng có cả phóng viên, nếu lúc đó mình không nhịn được cãi lại hoặc đánh lại, vậy thì bây giờ mình đã bị gán cho bao nhiêu tội để người đời sỉ nhục. Những cái này là chiêu trò thường dùng của Kiều Y Y. Vậy cô muốn hắn ta chuyển lời gì? Bảo hắn nói với Kiều Y Y, muốn đấu với Cố Cẩm Hề tôi thì quang minh chính đại mà đấu, đừng sợ mấy trò bẩn thỉu sau lưng đó. Cẩm viên Cố ra. Vào trong ngồi chứ. Ừ. Dì Trần, dì tiếp anh Diêm này hộ con đi thay đồ đó. Vâng, dì Trần, giúp việc theo giờ. Mời cậu uống trà. Cảm ơn. Thư ký Vương, thỏa thuận hợp tác với Cố Thị bước đầu đã được bàn xong, nhưng chúng ta đưa ra điều kiện nếu Cố Thị sáp nhập vào Quý Thị, làm công ty con của Quý Thị, thì sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, bởi họ không đồng ý. Nói với họ, chuyện này không bàn bạc gì cả, họ có thể không ký. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Diêm sao hợp tác với Cố Thị từ lúc nào vậy? Hai ngày nay. Tại sao? Cố gia bây giờ e rằng không thể cho Diêm ra bất cứ một lợi ích nào nữa. Tôi không thiếu chút tiền này, nhưng tôi biết cô cần thời gian. Một khi Cố Thị sắp nhập vào Quý Thị trở thành công ty con của Quý Thị, sẽ khó đảm bảo được tính độc lập của Cố Thị. Vậy nên tôi muốn dùng lần hợp tác này để mua tính độc lập của Cố Thị, tiện cho việc cô lấy lại Cố Thị. Tôi nợ anh quá nhiều, có lẽ trả không hết được. Bánh tôi tự làm, vừa hay có thể coi như là bữa trà chiều cho anh. Anh giúp tôi nhiều quá, mà lúc này tôi lại chỉ có thể tặng anh cái này thôi. Tôi sẽ nếm thử. Tòa nhà lớn Kình Thiên. Nhìn thấy chưa, vừa nãy Diêm Tổng có cầm một hộp bánh màu hồng, chắc chắn là đồ con gái tặng. Người nào mà siêu thế có thể khiến cho Tổng Giám Đốc Diêm lạnh lùng cao ngạo, đem đồ được tặng tới công ty. Phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Thạch Thanh Phong. Thầm à, có cô gái cũng sợ lạnh tặng đồ cho cậu hả?
cái hộp màu hồng này, phấn này là của nữ sinh 17-18 tuổi đúng không? Em gái này mua cửa hàng bánh nào thế, trông cá ngon mắt đấy. Tôi thử xem nào. Đây là của tôi, cậu muốn ăn thì tự đi mà mua. Diêm tổng, cậu Thạch, cà phê tới rồi đây. Cậu Thạch mua bánh ở đâu mà thơm thế? Nghĩa là bánh tôi mua thì tốt, không thấy tôi muốn ăn mà thăm không cho miếng nào à? Chẳng biết cô gái nào tặng mà quý báu thế. Chẳng lẽ là đồ cô cố tặng ư? Lắm lời. Vâng vâng, tôi ra ngoài đây. Cô cố nào thế? Ngôi sao, người mẫu, mau nói cho tôi biết đi. Cố Cẩm Hề, chắc cậu biết cô ấy. Cố Cẩm Hề, người mới ly hôn đó hả? Chẳng lẽ cô ấy ly hôn vì cậu? Nếu cậu nói linh tinh nữa thì ra ngoài. Không phải thì tốt, không phải thì tốt. Cố Vi nhà họ Cố. Không phải cậu có nói, nó có chuyện quan trọng cần nói với tôi, nó mau rồi đi đi. Cẩm Hề, xin lỗi, tớ bị ép làm vậy. Ba tớ là một tên nghiện cờ bạc, bị người ta lừa thua 1.000 vạn. Tớ chỉ là một diễn viên nhỏ bé, chắc chắn không thể trả nổi thường đó tiền. Nhưng nếu tớ không trả, bọn họ sẽ bán tớ lên giường những ông lớn. Tớ thực sự không muốn vì 1.000 vạn mà phản bội cậu. 1.000 vạn mua được tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta, cậu cũng đâu có thiệt thòi. Nếu đã như vậy sau này cũng chúng ta coi như không quen biết, cậu cũng đừng tới phiền tôi. Cẩm Hề, với người đó cho tôi tớ 1.200 vạn, tớ trả 1.000 vạn. Vẫn còn 200 vạn, tớ biết cậu đang thiếu tiền, tớ đưa hết 200 vạn cho cậu có được không? Muốn dùng 200 vạn mua sự tha thứ của tôi để lòng thanh thản, tiền này tôi không lấy một đồng. Nếu cậu nói xong rồi thì đi đi, sau này cũng đừng tới nữa. Cậu, cho dù tớ không bỏ đá xuống giếng thì cậu cũng bị người nhà họ Quý đuổi khỏi nhà, không cần gì cả. Vậy nên chuyện tớ làm đối với cậu cũng chẳng thiệt hại gì lớn. Tớ còn cho cậu 200 vạn này cậu có gì không hài lòng nữa. Chẳng lẽ thiệt hại gì lớn? Chẳng thiệt hại gì lớn. Tất nhiên cậu cảm thấy không thiệt hại gì lớn rồi. Dù sao cậu cũng được 1.000 vạn. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu, ít nhất cậu giúp tôi nhìn rõ sự dơ bẩn của cậu. Cút đi, sau này được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không tôi sợ bản thân không kiềm chế được sẽ làm ra chuyện gì đó. Cậu, được, tới đi. Nợ này tôi sẽ ghi lại từng món, đợi tới ngày thanh toán. Phòng bếp nhà họ Cố. Dì Trần, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong rồi chứ, lát nữa phải livestream rồi. Đều xong cả thôi. Được, vậy con bắt đầu livestream nhé. Cố Cẩm Hề là một streamer, thường xuyên livestream quá trình bản thân làm điểm tâm và thức ăn, fan nhiều vô số. Nhưng lúc livestream chưa bao giờ lộ diện. Hôm nay đổi cái này đi. Bắt đầu livestream. Chào mọi người, lâu rồi không gặp. À, đầu góc của Cẩm Nương đáng yêu quá đi mất. Nữ thần à, cho mọi người thấy mặt đi. Đã chuẩn bị xong mì gói, đợi Cẩm Nương yêu quý tiếp tục được ăn. Bạn xác định lát nữa có thể nuốt nổi mì gói ư? Hôm nay định làm canh cá thái lát với cà chua, sườn xào chua ngọt, tôm hùm cà chua, cải trắng, xào chua cộng thêm canh phù dung nữa. Đầu tiên tôi muốn làm món canh cá thái lát với cà chua khai vị. Cà chua có tác dụng thải độc gan, làm mát máu. Món canh cá thái lát với cà chua vậy là đã xong. Tương tác, hệ thống, chúc mừng phòng livestream của Cẩm Nương nhận được viên kim cương tím đầu tiên. Trong thời gian mang tính lịch sử này, hệ thống xin đại diện cho bạn bè bốn phương chúc mừng bạn. Mong rằng, wow, kim cương tím, bạn trên bảo tay thật, tôi cũng muốn thưởng cho Cẩm Nương. Một viên kim cương tím mất 1 vạn tệ, người này là ai, quá lãng phí. Số 1 bảng đá kim cương, Vương Thâm. Vương Thâm ơi, bạn có đó không thế? Ừ. Cảm ơn bạn đã thưởng cho tôi biết các bạn thích tôi nên mới thưởng cho tôi. Nhưng cũng đừng lên quá lãng phí tiền như thế, dù sao các bạn thưởng cho tôi còn phải chia một nửa cho app. Mọi người cũng đừng xếp hàng thưởng cho tôi nữa, còn bạn đi ra ngoài mua được đồ ngon về ăn. Cẩm Nương, tôi không muốn ra ngoài mua đồ ăn ngon đâu, tôi chỉ muốn ăn em, ăn đồ ngon em làm thôi. Cút, đừng gã gắm vợ tôi. Mấy người bên trên tự giải tán đi, Cẩm Nương là của tôi. Rõ ràng Cẩm Nương là của tôi. Không mong muốn bản thân được thưởng, nhưng không phải hiện tại cô đang rất thiếu tiền ư? Được rồi, trước đây cũng gặp nhiều bạn bè bạo tay, cứ xử lý theo cách cũ vậy. Đang phát trực tiếp. Vậy buổi livestream hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé. Kết thúc livestream. Bạn có một tin nhắn riêng tư. Chào bạn Vương Thâm, tôi xem nào,
Nơi bạn ở cũng thuộc thành phố A. Bạn vừa bảo bạn thích đồ tôi làm đúng không? Để cảm ơn tôi có thể mời bạn ăn tối. Ăn cơm? Tôi chỉ thưởng cho cô 1 vạn tệ, cô đã mời tôi ăn cơm rồi. Cô là người phụ nữ tùy tiện như vậy. Cô ở nhà? Bạn hiểu nhầm rồi. Nếu bạn cần, tôi có thể nhờ shipper ship cho bạn một phần đồ ăn tiện lợi. Tất nhiên, nếu bạn không muốn thì thôi ạ. Tôi rất cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi. Thì đó, mình hiểu nhầm cô ấy. Bảo cô ấy đưa tới đối diện công ty, tới lúc đó mình đi xuống lấy là được. Quán cà phê Thủy Ngạn đối diện tòa nhà lớn Kình Thiên trên đường Thường Dương. Ok bạn. Cái gì? Anh gặp chút chuyện trên đường nên không thể tới ship ư? Vâng, vâng, vậy thôi ạ. Tự mình đi một chuyến vậy. Mời mọi người ăn ạ. Mọi người nhớ like, comment và vote nhiệt tình nhé. Tôi đưa đồ tới chỗ bạn hẹn rồi, bạn xuống lấy nhé. Được, đợi tôi một lát. Cà phê Thủy Ngạn. Cô ấy đích thân đưa đồ tới, mình đi thẳng qua đó có vẻ không hợp cho lắm. Có cách rồi, mình có thể thay đổi hình tượng. Đây là... Bạn muốn cái này à? Không được đâu, cái này tôi để tặng bạn tôi rồi. Bạn chính là Vương Thâm ư? Tay gấu của bạn to quá, cầm được không đó? Cẩm Hề, sao cô lại ở đây? Quý Lưu Phong, Kiều Y Y. Cẩm Hề, nếu cô có gì khó khăn thì cứ nói với chúng tôi. Không nói tới tình nghĩa phu thê mấy năm trời, cứ cho là chỉ có tình nghĩa thanh mai trúc mã thì tôi cũng đâu thể nhìn cô chịu khổ đúng không? Tình trạng hiện tại của tôi không phải đều do mấy người ban tặng hư? Cẩm Hề, chuyện năm đó đều là lỗi của chú cố. Tôi sẽ không trách cô, nhưng cô không biết gì, chú cố cũng không còn nữa. Cô định chăm sóc bản thân kiểu gì đây? Quý Lưu Phong, trong mắt anh tôi không biết gì hết. Anh đã từng hiểu tôi chưa? Anh chưa từng hiểu cô ấy xuất sắc hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Đánh mất cô ấy là điều hối tiếc trong cuộc đời này của anh. Xem ra quan hệ giữa hai người cũng không tồi nhỉ. Nhìn anh nói đỡ giúp cô ta kìa, cô ta còn đưa đồ ăn cho anh. Quan hệ chắc cũng không tầm thường đâu nhỉ. Nếu cô đã quan tâm tôi như thế thì tôi có nên quan tâm xem nữa thêm cô vào phòng đạo diễn bàn kịch bản cả đêm là làm gì không? Cố Cẩm Hề, cô ăn nói vớ vẩn. Vớ vẩn ư? Nếu cô đã biết ăn nói vớ vẩn là chuyện không tốt thì mong cô sau này cố mà giữ cái miệng cho tốt. Nếu không tôi cũng không ngại tới trước mặt truyền thông giúp cô biến thành đề tài tìm kiếm hot đâu. Nếu cô đã không cần giúp đỡ vậy thì tôi cũng không làm phiền cô nữa. Chúng ta đi thôi. Vừa nãy cảm ơn bạn nhé. Tôi biết bạn gần như đã đoán ra được tôi là ai, nhưng tôi hy vọng bạn có thể giúp tôi giữ bí mật chuyện này. Đừng để người ta biết Cẩm Nương là cố Cẩm Hề. Được. Vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Phòng làm việc của Diêm Thâm. Mùi vị ngon thật. Sau này phải thường xuyên để ý tới các buổi livestream của cô ấy. Sáng sớm hôm sau. Cảnh sát đâu? Có chuyện gì vậy ạ? Cô cố, trước đây cô từng muốn lấy một đoạn video trước khi ba cô tự sát ư? Nếu cô còn cần thì 10 giờ sáng hôm nay tới cục cảnh sát. Vâng, cảm ơn anh. Cảnh sát nào, tôi sẽ đến đúng giờ. Cô chủ, tôi biết tâm trạng cô không tốt, không bằng cô ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Môi trường xung quanh khu Cẩm Viên này của chúng ta cũng không tồi đâu. Vậy được, con ra ngoài đi dạo một lát. Nửa tiếng nữa con sẽ quay về ăn sáng. Được được, dì Trần làm đồ ngon cho cô ăn, cô cứ ra ngoài đi dạo đi. Cẩm Viên, công viên trung tâm, có tiếng piano, ai đang đánh đàn vậy? Wow! Tề Dục Nhiên. Em chó nhỏ đáng yêu quá. Chị là ai? Bỏ bé cưng nhà tôi ra. Lạc Thức. Chị xin lỗi, chị thấy nó đáng yêu quá. Trước đây chị cũng từng nuôi một con Pomeranian. Tiếc là bé cưng, bỏ qua đây. Đừng ngốc ngốc như thế, bị người ta bế đi còn không biết. Cô sống ở nơi này à? Trong dáng vẻ anh ta hình như có biết mình. Vâng, có chuyện gì ư? Trước đây hình như không gặp cô ở đây nhỉ? Đừng lo, tôi chỉ cảm thấy cô trông rất quen thôi. Vậy à, anh gì ơi, cách làm quen của anh cổ lắm rồi, bỏ tay. Tay của cô đẹp thật đấy, chúng ta đổi cách làm quen nhé. Rất vui được gặp cô, tiểu thư xinh đẹp, tôi là Tề Dục Nhiên, còn cô? Cố Cẩm Hề, xem ra anh Tề có quen biết tôi. Cũng không hẳn là quen biết, chỉ là trước đây có đoán tới, nhưng nếu là cô cố, thì chuyện tôi biết sẽ nhiều hơn. Anh ta có ý gì? Thật ra tôi đã ý đến cô cố lâu rồi, muốn đưa cho cô cố một thứ. Thứ gì? Muốn dâng bản thân mình cho cô cố, mong cô có thể làm bạn gái của tôi. Người này bị bệnh thần kinh à?
đùa vui nhỉ? Tổng giám đốc tức không tới công ty làm việc, còn muốn quản chuyện khác sao? Cấp dưới yêu đương ư? Thế này mà là yêu đương? Tổng giám đốc, tôi không biết thế nào là yêu, chẳng lẽ anh thì biết? Tôi nhớ người nào đó chỉ mới có mối tình đầu thôi, con gái người ta đuổi bám gót theo ai đó trong đã 2 năm, ai đó mới chịu đồng ý. Nếu tôi nhớ không nhầm, em gái ấy không chống nổi 1 tháng đã bị cái lạnh của cậu đóng băng. Hôm nay lịch, cậu có lịch trình mà, còn lãng phí hết thời gian ở đây. Tôi tìm ra nữ thần Muse của tôi. Nữ thần cái gì? Tôi đâu có quen anh. Tôi phải về ăn sáng, hai người nói chuyện đi nhé. Tôi vẫn luôn nắm tay cô ấy. Tôi đưa cô về nhà, vừa hay là tiện đường. Nếu không để ý, có thể thêm phần của tôi không? Gì thế này, coi tôi không tồn tại ư? Nhà họ Cố. Tiểu Cẩm Hề, bánh bao hấp này ăn không đúng đồ bên ngoài, không phải là em làm đó chứ? Có đồ ăn mà không chặn được miệng của anh à? Còn nữa, tôi tên Cố Cẩm Hề, anh có thể gọi tôi là cô Cố. Mới sớm ra công ty gọi gấp cái gì không biết. Được được, tôi ăn sáng xong liền tới đó ngay. Tôi phải đi bán mạng làm việc cho anh đây, anh đi cùng tôi chứ? Hôm nay tôi nghỉ nửa ngày. Được được, anh là sếp, anh có quyền. Cẩm Hề, anh đi đây, gặp lại sau nhé. Hôm nay anh đột ngột xuất hiện ở đây, chẳng lẽ anh cũng mở Cẩm Viên à? Tôi có phòng nhưng rất ít khi ở đây, thỉnh thoảng mới tới. Lịch sử tình trường của Tề Dục Nhiên quá nhiều, không hợp với cô. Cậu ta là lãnh đạo của Thượng Nghệ, vừa mới nhận được một giải thưởng quán cao quý trên trường quốc tế, gần đây rất nổi tiếng, làm việc cũng coi như hết lòng, chỉ có phương diện tình cảm là nhiều scandal thôi. Thảo nào mình nhìn Tề Dục Nhiên lại cảm thấy quen mặt thì ra là siêu sao. Nhưng mình đã qua tuổi đuổi theo sao rồi, cũng chẳng muốn dính dáng yêu đương gì với ảnh đế hết. Không còn sớm nữa, tôi phải ra ngoài một chuyến, anh có bận không? Đi đâu? Tôi đưa cô đi. Tới cục cảnh sát. Cục cảnh sát. Phòng làm việc. Cô Cố tới rồi à? Mời ngồi, mời ngồi. Cô Cố, thực ra tôi cảm thấy cô đừng lấy những video trước khi ông Cố qua đời thì hơn. Không tiện hay sao ạ? Không phải thế, chỉ là tôi thấy con người nên nhìn về phía trước. Cô Cố còn trẻ, đặt video này bên người hệt như lúc nào cũng nhắc nhở cô không được vượt qua nỗi chuyện này. Cảm ơn cảnh sát nào. Tôi chỉ không tin rằng ba mình có ý định tự sát. Tôi vẫn cảm thấy trước khi ba tôi tự sát, chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra. Được, trong này là những thứ cô muốn. Cảm ơn. Anh có thể cho tôi mượn laptop một lát không? Cầm lấy. Cảm ơn. Tại sao ba... Có một câu cảnh sát Đào nói rất đúng, cô nên thử bước ra khỏi chuyện này. Ông ấy là ba của tôi, không phải là người không quen biết. Tôi hiểu ý của cảnh sát Đào, nhưng tôi không thể tùy tiện đồng ý. Tôi không thể nào lựa chọn buông bỏ một cách dễ dàng như vậy được. Nếu việc này xảy ra trên người anh có làm được không? Xin lỗi anh, tôi không nên tức giận với anh. Cẩm Hề, cô có từng điều tra trạng thái tinh thần của ba cô không? Tôi biết mọi người đều nghi ngờ ba tôi mắc bệnh trầm cảm, nên mới không nói tiếng nào mà tự sát. Nhưng tất cả đều rất tốt, tôi biết ông ấy luôn nhớ mẹ tôi, như ông ấy nói. Ông sẽ không bỏ mặc tôi một mình trên cõi đời này. May là hôm nay tôi không trang điểm, nếu không chắc biến thành gấu trúc mất. Gấu trúc cũng đáng yêu mà. Siêu thị hoa quả sạch. Anh đi làm đi, nói sao đi nữa, anh cũng là một nhân vật lớn. Ngày bận trăm công nghìn việc, anh có thể ở cạnh tôi thời gian dài như vậy, thực sự rất cảm ơn anh. Siêu thị. Anh Phong, em muốn ăn đào. Được, anh mua cho em. Cô Cố, tình cờ thật, cô không theo dõi chúng tôi đấy chứ. Cô có mặt mũi lớn thế ư? Không phải thì tốt, dù sao với tình hình hiện tại của cô Cố, nhỡ chó cùng dứt dậu ngày nào cũng muốn chụp trộm chúng tôi, sau đó khả năng cao là lại bôi nhỏ chúng tôi trên mạng lắm, đúng không? Quý Lưu Phong, tôi nghe nói anh đã bắt đầu động tới Cố Thị rồi. Sao thế, không có Cố Thị cô không sống được nữa phải không? Sớm biết bây giờ phải vẫy đuôi tỏ vẻ đáng thương trước mặt chúng tôi, trước đây còn cố chấp làm gì? Cảm Hề, sao anh lại tới đây? Không phải em đâu muốn bệnh sớm để nấu cơm cho anh ăn ư, sao lại lãng phí thời gian ở đây thế? Cảm Hề, cô và Diêm Tổng có quan hệ gì? Tôi và cô ấy đang qua lại. Đừng gây chuyện nữa. Được rồi, anh không nói linh tinh, là anh đơn phương theo đuổi em còn chưa nhận lời được rồi chứ. Anh...
Cố Cẩm Hề câu được Diêm Thâm, cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ ly hôn chồng mà thôi, lấy đâu ra bản lãnh lớn như vậy, chẳng lẽ cô ta bò lên giường của Diêm Thâm rồi? Wow, người đó, người thật đó nha, Kiều Y Y kìa. Fan của em kìa, chúng ta mau đi thôi, bây giờ em đang mang thai, nhỡ may chen chút đụng phải em. Vâng, chúng ta mau đi. Chúng ta cũng đi thôi. Cửa ra. Sao anh lại vào đây? Sợ em mua nhiều đồ không tiện, dù sao cũng còn sớm. Anh Diêm, để cảm ơn anh đã giúp tôi mời anh ăn cơm nhé. Hôm nay siêu thị có hoạt động, có thể lấy hóa đơn đổi quà. Cậu trai trẻ tới đây nào, hôm nay siêu thị có hoạt động, cậu đưa đó hóa đơn cho tôi. Cô cậu mua nhiều nên có thể tùy chọn quà. Chọn mấy món này à? Đúng, chọn một trong ba món này. Con gấu bông này rất giống bộ đồ gấu hôm đó. Nó hả? Chứ không phải cô ấy đang nhớ tới bộ dạng ngu si mặc đồ gấu hôm đó của mình chứ. Nhà họ Cố. Có lẽ mất một tiếng. Anh tự giết thời gian nhé. Được, vậy tôi ra phòng khách xử lý chút chuyện. Alo, sao lại là anh? Tôi tìm Cẩm Hề, anh đưa điện thoại cho cô ấy. Mình cầm nhầm điện thoại của Cẩm Hề rồi, nghe giọng khá giống Tề Dục Nhi. Cô ấy đang ở trong bếp, không rảnh nghe điện thoại của cậu. Cậu lấy đâu ra số điện thoại này thế? Một dãy số thôi mà, cũng đâu phải chuyện khó. Ngược lại là anh, sao anh ăn chùa bữa sáng xong còn ăn chùa bữa trưa thế? Không cần làm việc à? Giờ tôi đang xử lý công việc, cậu tìm Cẩm Hề làm gì? Thăm mà, anh còn nhớ không? Không phải trước tôi từng nói với anh, có lẽ tôi đã thích một người à? Chính là người sở hữu đôi bàn tay nấu đồ ăn đó. Ý cậu là Cố Cẩm Hề chính là chủ nhân của đôi bàn tay đó. Đúng rồi, cậu có còn nhớ streamer mà tôi kể với anh không? Cái người tên là Cẩm Nương đấy. Tôi là fan ruột của cô ấy. Cô ấy livestream trước giờ địa chỉ lộ tay không lộ mặt. Nhưng lần trước cô ấy livestream, tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một ngọn hải đăng kích cỡ hệt như hình nhìn từ góc độ của chúng ta. Nên tối qua tôi đã cho người điều tra tài liệu các hộ chủ trong cẩm viên này. Thì đã chính là Cố Cẩm Hề. Nó một lèo nhiều chuyện như vậy, phải mau chóng uống nước chút nước. Bỗng có cảm giác nguy hiểm rằng đồ ăn sắp bị sâu xé. Diêm Thâm, bê đồ ăn cơm thôi. Tôi phải ăn cơm đây, nói chuyện sau nhé. Cái tình trọng sắc hình bạn. Ngày nào cô cũng phải chụp ảnh đăng Weibo. Tất nhiên là không rồi. Ngày nào cũng đăng thì ai mà chịu nổi. Mỗi tuần trừ thời gian cố định đăng ra thì còn phải xem tâm trạng tôi thế nào. Tức là giờ tâm trạng cô rất tốt. Cũng không tệ lắm. Anh theo dõi tôi à? Sao anh biết mã Weibo của tôi thế? Vừa nãy điện thoại cô đổ chuông, tôi tưởng là điện thoại của tôi nên nghe máy. Tự dục nhiên gọi cho cô. Cậu ta là fan của cô nên tôi tiện tay theo dõi. Bình thường tôi ít lên Weibo lắm. Cô không cần lo lắng, sẽ mang lại phiền phức gì đâu. Một nơi khác. Cẩm Đường để đăng Weibo này, bao nhiêu đồ ăn ngon. Mình đã đánh thẳng tới đó mới đúng. Hồi cho tên Diêm Tâm quá. Truyền thông phong nghiệp. Thật ư, đạo diễn stream chỉ đích danh em đi diễn. Thật đó, đây là kiệt tác viễn tưởng Hollywood. Tuy vai diễn của em chỉ là vai phụ, nhưng cũng rất được yêu thích. Tới lúc đó em có thể dựa vào bộ phim viễn tưởng này mà vững gót trên đường trường điện ảnh quốc tế rồi. Nhưng chuyện tốt thế này phần đa đều bị thượng nghệ nắm quyền mà. Nghe nói nam chính trong phim này là Tề Dục Nhiên, tại sao lại chọn một người không thuộc thượng nghệ là em làm phụ nữ phụ? Chuyện này chị cũng không rõ, có lẽ đạo diễn nhìn thấy em diễn một bộ phim nào đó, cảm thấy rất hài lòng về em. Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, em phải nắm thật chắc. Nhất định rồi, nhưng mà hiện tại em còn chưa tới 3 tháng, bụng không bị lộ, nhỡ tới lúc đó quay phim, bụng em to thì làm sao? Việc này em không cần lo lắng, nếu họ đã chủ động tìm tới em chắc chắn cũng biết chuyện em mang thai, không ảnh hưởng gì đâu. Vâng. Vườn hoa nhà họ Quý. Mẹ, ăn điểm tâm đi ạ. Lát nữa con phải ra ngoài quay phim rồi ạ. Quay phim? Sao mà thế được, vất vả quá. Trước khi cháu mẹ cô chưa ra đời, con đừng có đi quay phim gì hết. Nhà họ Quý chúng ta lớn như vậy, chẳng lẽ lại thiếu chút tiền con đi quay phim ư? Nhưng mẹ à, hiện tại có một bộ phim rất quan trọng với con. Người ta là đạo diễn nổi tiếng quốc tế. Nếu lần này từ chối, nó không chừng lần sau người ta sẽ không tìm con nữa. Mẹ, mẹ cho con quay đi ạ. Không được là không được. Mẹ, con tới không phải để xin ý kiến mẹ. Anh Phong đã đồng ý cho con đi quay rồi. Còn chưa vào cửa mà đã thị y với bà già này rồi. Phòng thu âm. Bạn cũ à, cái cô Kiều Y Y mà lần trước cậu giới thiệu cho tôi đã gọi điện cho quản lý cô ấy xác nhận rồi, cô ấy phù hợp với yêu cầu của tôi, thật đấy chứ?
Tất nhiên rồi, không phải tôi đã gửi cho cậu số đo của Kiều Y Y rồi, với cả ảnh chụp gần đây của cô ấy, tôi cũng cho người đi tập hợp cho cậu rồi mà. Chỉ cần cô ta không tự tìm đường chết, ăn tới mức làm bản thân béo lên, vậy thì ổn rồi, đâu có vấn đề gì đâu. Ok, quay xong tôi mời cậu uống rượu. Được, tôi đợi cậu. Tôi miệt mài đào hố 30 năm, chỉ lo đào chứ không lo lấp. Tiểu khu Cẩm Viên. Bé Cương, qua đây. Chị đã nói với em rồi, đừng nhìn ai đó cũng là người tốt. Cẩn thận ngày nào đó bị bán đi làm lẩu thịt chó đấy. Em gái, chị không biết có phải em mắc chứng hoang tưởng rằng bản thân sẽ bị hại hay không. Nhưng cho dù em có mắc bệnh đó thật thì cũng đã áp đặt lối suy nghĩ này lên người động vật nhỏ. Dù sao nó đã theo em một đáng thương lắm rồi. Một con chó lúc nào cũng e dè sợ hãi, sống cũng đâu được vui vẻ gì. Chị có tư cách gì nói mấy lời đó với tôi? Chị vô dụng như vậy, ly hôn thì cũng thôi, ngay cán đồ của mình còn không giữ nổi. Nếu tôi là chị, chắc tôi chẳng có mặt mũi nào ra ngoài gặp người đâu. Ha ha, em nói đúng lắm, bây giờ chị đâu có gặp người. Hả? Cố Cẩm Hề, chị dám mắng tôi không phải người ư? Tôi nói cho chị biết, ông nội tôi là Lạc Vinh Nguyên Soái, chị có tin là tôi không cho chị sống tiếp nữa ở thành phố A này không? Một trong ba người duy nhất còn sống có công lớn trong việc mở nước của Trung Quốc, Lạc Vinh Nguyên Soái ư? Cô bé này là cháu gái của Lạc Vinh Nguyên Soái. Trước đây toàn nghe người ta nói ba tôi là ít ít, giờ lại thịnh hành kiểu ông nội tôi là ít ít à, đúng là biết chơi đấy. Chị nói cái gì? Em muốn làm gì? Chị nói cho tôi biết, chị và anh Dục Nhiên có quan hệ gì trước? Tờ Dục Nhiên, mới gặp một lần còn chưa tính là bạn. Chị lừa tôi! Chị không rảnh để bàn về người lạ, với một cô nhóc tiểu thư, nếu em còn có câu hỏi nào thì có thể tìm anh Dục Nhiên của em. Chẳng lẽ chị ta và anh Dục Nhiên thực sự cũng có quan hệ gì thật? Cũng phải, người ưu tú như anh Dục Nhiên sao có thể thích bà cô già đã ly hôn như chị ta được? Còn không xin bằng tôi. Nhà họ Cố. Hả? Dì Trần, con chó này ở đâu ra vậy? Tôi cũng không biết nó chạy từ đâu đến. Chắc của hộ bên cạnh nuôi, nếu có người tìm nhớ để ý. Vâng, cô chủ muốn ra ngoài ư? Tôi đi làm chút chuyện sẽ về sớm thôi. Con trai, con sao chứ? Xin lỗi, con trai chị vẫn ổn chứ? Cô lái xe cái kiểu gì vậy? Không biết lái thì đừng có lái. Lái xe ra ngoài dọa con trai tôi sợ. Cô định nói không? Thảo nào mọi người toàn nói tài xế nữ không đáng tin. Cũng không biết cô thi bằng lái kiểu gì nữa. Xin lỗi, nếu cần thiết tôi có thể đưa con trai chị tới bệnh viện kiểm tra. Bị cô dọa mà bệnh viện kiểm tra ra được à? Tôi thấy cô đang muốn trốn tránh trách nhiệm thì có. Biết bản thân không tông vào con trai tôi nên định tới bệnh viện. Một chuyến là xong sao? Tôi nói cho cô biết không dễ thế đâu. Vậy thì được, chị nói đi xem định giải quyết thế nào. Chị cũng nói là tôi không tông phải con trai chị rồi. Vì không tông phải thằng bé mà xe tôi bị hỏng đây này. Chuyện này cũng là sự thật. Tôi không cần biết, ai bảo cô lái xe chứ. Giả vờ là người có tiền, lái xe thì rõ lắm sao. Nếu cô đã có tiền như vậy thì đền cho chúng tôi 180 vạn phí tổn thất tinh thần. Chuyện này coi như xong. Lái xe chẳng có gì hay ho, tôi có tiền hay không cũng không cần chị xét đoán. Tôi không hề tông vào con trai chị, cho dù cảnh sát giao thông có tới cùng lắm, vô tôi phải nộp thiết bồi thường bị tông vào lan can bảo hộ. Ba thằng bé à, con trai ông bị xe đâm rồi, người còn chưa đi, đang ở đây bắt nạt hai mẹ con tôi này. Thật biết cách đổi trắng thay đen, ai mà không biết gọi điện chứ, mình đi báo cảnh sát. Cẩm Hề, em làm gì ở đây thế? Là anh hả? Vừa nãy lái xe suýt thì tông phải đứa bé, giờ mẹ thằng bé muốn tôi bồi thường 180 vạn phí tổn thất tinh thần này. Không tông phải người ta thì có sao đâu, quản lý Hồ Tuyền. Dục Nhiên, cậu không thích hợp xử lý những chuyện như thế này. Cẩm Hề là bạn của tôi, không thể để một cô gái như cô ấy bị người ta bắt nạt được. Ai tông vào con trai tôi hả? Ông đi đánh chết hắn. Người phụ nữ này, chính là cô ta. Muốn chết đúng không? Giết người rồi. Lùi về sau một chút, tránh bị thương tới cô. Bọn họ đông người, một mình anh ổn không đấy? Yên tâm, tôi có người giúp. Lão Hồ, cái hái ra tiền của anh sắp bị người ta đánh rồi, anh còn bình tĩnh quan sát à? Cậu bớt gây chuyện một chút được không à? Giỏi quá, tất nhiên rồi, Hồ Tuyền có đai đen taekwondo đấy. Hôm nay thực sự rất cảm ơn hai anh, nói thế nào thì cũng... Thì chúng ta cũng coi như là hàng xóm. Anh đã ăn chùa bữa sáng nhà em rồi, em còn không cho anh giúp em ư? Xe của em không thể đi được nữa, em muốn đi đâu anh đưa đi. Vậy thì phiền anh rồi. Văn phòng thám tử.
tới đây rồi, cảm ơn anh. Hôm khác có thời gian tôi mời anh ăn cơm. Thật chứ, không được lừa anh đâu nhé. Chắc chắn rồi. Em chào chị, xin hỏi chị có hẹn trước không ạ? Có, tôi hẹn với thám tử Bạch, 9:30 gặp mặt, trên đường đi sẽ ra một số chuyện nên làm lỡ chút thời gian. Chị là chị Cố hả? Thám tử Bạch đang ở trong văn phòng đợi chị rồi, chị đi thẳng tới phòng làm việc trong cùng chính là nó đấy ạ. Phòng làm việc. Cô Cố phải không? Thời gian cô hẹn là 9:30, cô tới muộn 15 phút. Thám tử Tư Bạch thu bình. Tôi là Cố Cẩm Hề, xin lỗi thám tử Bạch, trên đường đi có xảy ra chút chuyện. Được rồi, xin hỏi cô muốn điều tra chuyện gì? Tôi muốn nhờ ông điều tra cái chết của ba tôi. Nửa giờ sau, chị của ba tôi xin nhờ cả vào thám tử Bạch. Có tin gì tôi sẽ liên hệ với cô. Cố, tất nhiên nếu cô có được manh mối nào liên quan thì cũng phải nói cho tôi biết. Được. Tạm biệt Bạch Thu Bình, Cố Cẩm Hề đi ra khỏi văn phòng trinh thám. Hớ, là con gấu đâu, giống quá. Hello, chào anh gấu nâu nhé. Hello cho cô này. Giọng nói không giống, xem ra không phải anh ấy. Cho tôi một tờ đi. Diêm Thâm, sao anh ở đây? Thời gian này anh nên ở công ty mới đúng chứ. Vừa mới đi công tác về, nhìn thấy người nào đó đứng ở bên đường, cười ngốc nghếch với một con gấu. Tôi đâu có cười ngốc nghếch chứ, tôi tưởng gặp được một người bạn nhưng mà nhận nhầm người. Con gấu đó, bạn ư? Cô ấy đang nhắc tới hôm mình mặc bộ đồ gấu đó. Tôi phải về rồi cô anh, về công ty hay về nhà? Tôi đưa cô về. Diêm Thâm đưa Cố Cẩm Hề về Cẩm Viên. Cô chủ về rồi. Dì Trần, chủ con chó không tới tìm ư? Chủ của nó có tới cũng đưa nó về rồi, nhưng vừa nãy nó lại chạy tới đây. Ha ha, không phải em thích thịt kho tàu nhà chị đấy chứ. Tới đây. Chào cháu, chó nhà ông ở nhà cháu. Ồ, ông chính là chủ nhân em chó đó hả? Đúng rồi. Ông tới đây xem có cái gì hấp dẫn con trai ông thế nào. Ông tệ. Chắc là thịt kho tàu ạ, thịt kho tàu hôm nay quả thật rất thơm, ông ăn thử chứ ạ. À? Tốt quá, vậy ông không khách sáo nữa. Thịt kho tàu này nhìn rất bắt mắt, chắc chắn rất ngon. Không ngon như ông nói đâu ạ, nhưng nếu ông thích thì hãy ăn nhiều vào. Cô bé, cháu tên là gì, tới đây bao lâu rồi? Cháu là Cố Cẩm Hề, mới chuyển tới đây chưa đầy một tháng. Ông họ Tề, cháu cứ gọi ông Tề là được. Đúng rồi, cháu mới từng này tuổi, chắc chưa lấy chồng phải không? Không giấu gì ông, cháu vừa mới ly hôn. Ly hôn hả? Ly hôn tốt, hai người không hợp thay vì ở bên nhau thì thà tách ra. Cháu nó ăn ngon như vậy chắc chắn không lo không lấy được chồng. Không nhắc tới những chuyện không vui này nữa, ông ăn thử cái này đi, cái này cũng là do cháu tự làm. Được được được. Ngon lắm cô bé ạ, à. Cháu nấu ăn ngon tuyệt vời. Tí là cháu không phải cháu gái ông, nếu không chắc chắn ngày nào ông cũng bảo cháu nấu đồ ăn ngon cho ông ăn. Nếu ông Tề thích thì những cái này cháu cho ông mang về ăn dần à. Được được được. Ông à, có phải lần trước ông nói là con cá của Tiểu Diêu tên là Cẩm Hề không? Sao thế? Ông gặp được cô bé đó rồi. Lần đầu gặp cô bé không tội chút nào. Cảm giác cô bé mang lại cho tôi thực sự rất giống với Tiểu Diêu. Ai, đúng là nghiệp chướng. Cũng không thể nói cậu ta sai được, dù sao gặp phải chuyện như vậy, một người là con gái ruột thịt. Lê Minh và Trần Thanh tới thăm Cố Cẩm Hề. Chú Lê, chú và dì Sảnh, có thời gian đến thăm con ạ? Công ty con bận ạ? Công ty có bận hơn nữa thì vẫn rút ra được chút thời gian. Thời gian này cháu vẫn sống tốt chứ? Dạ tốt ạ, chú Lê không cần lo cho cháu đâu. Cẩm Hề, nghe nói cháu từng tới cục cảnh sát, có chuyện gì ư? Không có gì, cháu chỉ tới lấy một chút đồ. Dì Sảnh, hôm đó cháu nghe thấy dì và chú nói chuyện trong bệnh viện. Vụ án của ba cháu kết án qua loa là do chú Lê sử dụng quan hệ đúng không? Không chỉ vậy, chú dì còn ngăn cháu đi điều tra cái chết của ba. Tại sao ạ? À? Nếu chú nói đây là ý của ba cháu có tin không? Ý của ba cháu? Sao có thể? Trước hôm ba con tự sát, chú Lê còn có nhận được điện thoại của ba con. Ông ấy nói rất nhiều chuyện về con. Ông ấy luôn không yên tâm về con. Chú Lê còn không phát hiện ra ba con có gì bất thường. Nếu chú còn biết ba con sẽ tự sát, chú còn nhất định sẽ hết sức khuyên nhủ ba con. Thực ra chú nên nghĩ tới chuyện đó. Bình thường anh Hùng không phải là người thích nói chuyện gia đình, lại còn cứ lòng vòng tới chuyện của con. Nói một số lời bi quan, lúc đó chú cũng không nghĩ nhiều, không ngờ. Nhưng không lẽ chú gì không nghi ngờ gì về cái chết của ba con ư? Cứ mặc kệ như thế con không làm được, con nhất định phải tra ra được sự thật. Nếu đây là mong muốn của con thì chú gì cũng không có gì để nói.
Dì nên nghĩ tới sớm hơn, Cẩm Hề lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Có lớn nữa thì cũng, con cũng là con gái của ba. Sau khi ăn tối, Cố Cẩm một mình tản bộ trên đường khuya. Cố Thị, trước kia ba làm việc ở chính nơi này. Chú Vũ, chú vừa mới tan làm à? Cô chủ, Vũ Vĩ Phong. Chú bị sa thải rồi, làm mười mấy năm không ngờ lại rời khỏi Cố Thị bằng cách này. Chú Vũ, Cố Thị bây giờ đã không còn là Cố Thị nữa. Đúng vậy, sau khi Cố Tổng rời đi, nơi này đã không còn là Cố Thị nữa rồi. Không biết bây giờ Cố Thị thế nào à? Vốn Cố Thị đã làm xong công tác chuẩn bị sáp nhập vào Quý Thị, sau đó không biết vì sao lại dừng kế hoạch này, hơn nữa còn nhận một dự án hợp tác lớn, nhưng trừ cái này ra tất cả các hợp tác của Cố Thị đều bị hủy bỏ toàn bộ. Alo, đúng rồi. Cái gì? Bệnh viện, được, tôi lập tức tới ngay. Chú Vũ, chú sao thế? Con trai chú đang xảy ra chuyện rồi, đang ở trong bệnh viện. Taxi, taxi, sao không bắt được chiếc xe nào nhỉ? Là anh ấy. Diêm Thâm, tôi, Cố Cẩm Hề đây, anh có thể đưa chúng tôi tới bệnh viện được không? Con trai chú Vũ xảy ra chuyện đang ở bệnh viện, chúng tôi đang ở dưới tòa nhà Cố Thị mà anh vừa lái xe qua đấy. Tôi tới ngay. Lên xe. Cảm ơn anh, cậu quá. Phòng cấp cứu. Sao rồi ba? Tôi cũng không biết. Giáo viên trong trường gọi điện cho tôi nói rằng con trai đánh nhau trong trường đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Xin các người đấy, ba tôi chắc chắn với cậu cứu được. Các người mở cứu máy đi. Tôi xin các người đấy. Đừng kéo máy đi mà, chắc chắn ông ấy sẽ sống được. Tôi xin các người. Xin lỗi cô Cố, trên đường tới đây ông Cố đã không còn thở nữa. Chúng tôi không thể cấp cứu được. Không đâu, chỉ cần các người cứu được ba tôi, ông ấy nhất định sẽ sống lại. Chắc chắn là như vậy, cậu xin các người cứu ba tôi với. Cô sao thế? Cô... Xin lỗi, tôi chỉ nhớ lại chuyện ba tôi. Phòng cấp cứu. Con tôi sao rồi bác sĩ? Không sao, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Tốt quá rồi. Họ không sao rồi, chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó trong phòng bao ở mẫu đơn club, Kiều Y Y và bạn bè quen biết đang tụ tập. Y Y, không ngờ chỉ là người đầu tiên trong đám người này bước chân ra trường quay quốc tế đấy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tử Đồng. Tử Đồng. Chẳng không mà, chỉ cần bộ phim này công chiếu chắc chắn sẽ được giải, tới lúc đó phiền chị dẫn dắt các em nhiều hơn nhé. Xem em nói kìa, chị còn chưa diễn đâu. Chị Y Y chắc chắn không thành vấn đề. Đúng thế, mọi người đừng cứ nói chuyện đi nhé. Em vào nhà vệ sinh đã. Sao em lại ở đây, đi chơi với bạn à? Vâng, Y Y gọi em tới cùng tụ tập, còn anh? Một đám ca sĩ rước thêm việc vào người, kéo anh tới đây uống rượu này. Em mới nói là Kiều Y Y gọi em ra hả? Không phải cô ta vừa mới nhận được một vai diễn nho nhỏ, đã chạy tới trước mặt em khoe khoang đấy chứ. Vai diễn của đạo diễn James, dù chỉ là một vai phụ thì cũng đủ để bọn em tranh suất đầu mẻ trán rồi. Em thích vai diễn này thế à? Không phải em thích vai này mà chỉ cần là vai diễn giúp em đi lên bước này em đều thích. Vậy được, nhớ để trống thời gian biểu nhé. Tránh việc tới lúc đó cho em vai diễn, em để không có thời gian để quay. Thực ra với thực lực của em nên đi ra ngoài từ lâu rồi. Anh có ý gì? Không phải vai diễn của Kiều Y Y đã chốt rồi ư? Chốt thì chốt rồi, nhưng nếu bản thân Kiều Y Y làm hỏng, là nam chính của bộ phim, anh có tư cách giới thiệu người khác. Tại sao anh phải giúp em? Không phải chúng ta là bạn ư? Đúng vậy, là bạn. Anh ấy luôn dùng lý do này để từ chối mình. Sao thế này? Chỉ vì anh ấy giúp mình một lần mà mình đã tưởng người ta cho mình cơ hội ư? Nếu Tề Hạo Nhiên đã nói như vậy thì việc mình cần làm chính là chuẩn bị thật tốt. Chờ thời cơ tới thì nhất định phải nắm chắc. Cẩm Viên nhà họ Cố. Hôm nay cảm ơn anh. Cô có biết chuyện của Vũ Vĩ Phong không? Tôi chỉ biết chú ấy bị đuổi việc thôi. Những cái khác chú Vũ không muốn nói cho tôi biết. Vũ Vĩ Phong bị Bạch Trần tiết lộ bí mật công ty, khiến Cố Thị bị tổn thất nghiêm trọng, vậy nên mới bị đuổi việc. Trước đó ông ta cũng bị cuốn vào một cuộc tranh chấp về kinh tế, tổn thất gần 100 vạn. Con trai của ông ấy cũng cố ý bị người vây đánh ở trường. Chú Vũ không thể tiết lộ bí mật công ty, tôi quen chú Vũ mười mấy năm này. Ba tôi cũng từng nói với tôi chú Vũ là người chính trực, ghét nhất là những người giỏi thủ đoạn. Rất rõ ràng ông ta bị người nhắm vào, mà theo tin tức tôi điều tra được, nguyên nhân ông ta bị nhắm tới chắc là ba của cô. Tôi sẽ sắp xếp cho ông ta tới công ty con của chúng tôi làm việc, trước tiên giúp cô giữ người lại,
sớm muộn gì cũng lấy lại Cố Thị, tới lúc đó chỉ dựa vào một mình cô thì không đủ. Diêm Thâm, có phải anh giúp tôi quá nhiều rồi không? Là một đối tác hợp tác, vào lúc cô yếu ớt, đưa tay giúp đỡ là một loại đầu tư trước thời hạn. Vậy tôi cảm ơn anh trước nhé. Bước từ trong nhà Cố Cẩm Hề ra, Diêm Thâm gặp phải một người mà anh không ngờ tới. Muộn như vậy không ngủ đi, định ở đây quay phim ma à? Thâm, có phải anh vừa đi từ trong nhà Cẩm Hề ra không? Có vấn đề gì à? Vấn đề lớn ấy chứ, anh xem, anh là một người đàn ông đêm đến là chạy tới nhà con gái người ta làm gì? Chắc không phải anh cũng thích cô ấy chứ? Người khác nhờ tôi chăm sóc cho cô ấy, vừa nãy tình cờ đưa cô ấy về nhà thôi. Vậy thì tốt, tôi còn tưởng anh định cướp Cẩm Hề với tôi chứ. Thực sự chỉ là chăm sóc thôi. 7 giờ tối hôm sau, Cẩm Nương lại bắt đầu livestream. Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ làm món thịt thỏ cung đình, sò khô, hoa quế, thịt kho tàu và gà diêm nấm. Cẩm Nương nhà tôi đáng yêu quá, Cẩm Nương nhà tôi đáng yêu quá, bà xã nhà tôi đáng yêu quá, bạn bên trên tan học xong cấm đi đậu nhé. Tôi thách đấu tay đôi với bạn vì tội dám phá hỏng đội hình, thời xưa là bị kéo ra ngoài thông nát nút cút rồi đó nhé. Diêm Thâm ở biệt thự Cẩm Viên. Xong, món sò khô hoa quế của chúng ta đã hoàn thành. Hả, có khách tới rồi, xin lỗi nhé. Mọi người đợi một lát, tôi đi tí rồi về. Mau về nhé, tôi đợi. Ai mà đến vào thời gian muộn thế này? Ồ, có gì đó. À, không ai được dành bà xã với tôi. Tới đây. Chào cô, đây là chuyển phát của cô, phiền cô ký tên. Chuyển phát ư, gần đây tôi không mua. Ơ. Bà xã của tôi đâu? Sao vẫn chưa quay lại, tôi đói quá. Quách, có chuyện gì thế? À, bà xã đừng bỏ anh mà. 5 phút trôi qua rồi, sao còn chưa quay về? Nhà họ Cố. Để tôi xem có gì hay ho không. Mong rằng anh ta lấy tiền xong sẽ đi. Mặt mũi cũng không tồi, hờ cho tôi quá. Em gái xinh đẹp đừng vội, chúng ta có nhiều thời gian từ từ chơi. Không ai tới làm phiền chúng ta cả. Tên khốn kiếp nào. Cố Cẩm Hề vừa nãy vẫn còn đang livestream, không thể đột ngột bỏ đi được. Cô ấy ở nhà mày không mở cửa, chẳng lẽ... Cậu tìm ai? Tôi là anh, trai Cẩm Hề. Anh là ai? Cẩm Hề đâu rồi? Tôi là bạn trai của cô ấy, chúng tôi vừa nãy làm một số chuyện, bây giờ cô ấy không tiện. Ăn nói bừa bãi, ở nhà Cẩm Hề lâu như vậy ngay cả giày còn không cởi. Cẩm Hề chắc chắn đang gặp nguy hiểm, không biết trong phòng còn mấy tên lưu manh nữa. Tránh ra! Cậu có ý gì? Tôi vào nhà em gái tôi, anh có tư cách gì ngăn cản, gọi cô ấy ra đây. Cô ấy ngủ rồi, cho dù cậu là anh trai cô ấy thì cũng không có tư cách quản chuyện riêng tư của em gái mình. Vậy tôi chỉ cần xác nhận cô ấy đang ngủ ở trên giường sẽ đi ngay. Được, cô ấy đang ở phòng mình, cậu muốn nhìn thì đi đi. Cẩm Hề, anh đây, em ngủ chưa thế? Cẩm Hề, em có nghe thấy không? Tại sao bên trong lại không có tiếng động, chẳng lẽ... Người trên giường chắc chắn là Cố Cẩm Hề. Trừ cô ấy ra không có tên lưu manh nào lại gầy như vậy được. Các nơi khác đều không có chỗ trốn. Xem ra trừ người sau lưng mình không có bất cứ tên lưu manh nào nữa. À! Thưa ký vương, bên này đã không còn chuyện gì rồi. Cậu đưa người tới chưa? Tôi tới rồi đây, tới rồi đây. Mọi người mau lên. Cậu đi xem những chỗ khác, xem còn có tai họa ngầm nào nữa không. Sau đó điều tra xem người này đã vào đây kiểu gì. Được. Phòng ngủ Cố Cẩm Hề. May là cô không sao. Tới bệnh viện kiểm tra nhé. Không, cần đâu. Nghỉ ngơi một lát là ổn. Trị an nơi này vẫn luôn rất tốt. Người này vào đây kiểu gì? Không biết, có vẻ hắn đã trù tính từ lâu. Hắn biết tôi ở một mình. Nếu như lần này không có anh, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Cẩm Hề. Thư ký vương nghiêm túc kiểm tra nhà bếp dưới tầng. Nơi này là phòng cuối cùng rồi. Livestream vẫn đang phát sóng. Sau khi mình vào đây có cảm giác bị người giám sát, gian phòng này có vấn đề. Ơ, Cẩm Nương của chúng ta còn chưa về, sao lại lòi ra đâu một người đàn ông thế này? Đâu chỉ có một người đàn ông, thực ra vừa nãy tôi nhìn thấy bóng dáng mấy người đàn ông đi qua ngoài cửa, nhưng mà Cẩm Nương đâu? Trời á, sao chỗ này lại phát trực tiếp thế này? Mình vừa bị hàng trăm ngàn bạn hữu trên mạng quan sát từ đầu đến chân rồi bình luận. Là thư ký vương bên cạnh Diêm Thâm đó, Cẩm Nương đợi đi là vì Diêm Thâm tới ư? Vậy thì có vấn đề rồi, rốt cuộc Diêm Thâm và Cẩm Nương có quan hệ gì? Phòng của Cố Cẩm Hề. Đúng rồi, sao anh đột nhiên lại tới đây?
vừa nãy lúc cô đang livestream thì gián đoạn một thời gian khá lâu, tôi hơi lo nên qua đây xem thế nào. Hả? Tôi quên mất là mình đang livestream. Cẩm viên nhà họ Cố. Cô Cố, người đã được đưa tới cục cảnh sát rồi. Vất vả cho anh quá. Cái đó, tổng giám đốc, vừa nãy mọi người trong phòng livestream có nhìn thấy tôi xuất hiện ở trong bếp, cũng đáng ra anh đang ở chỗ cô Cố, tôi đã tắt livestream rồi. Ừ, cậu về trước đi. Tổng giám đốc ở cùng cô Cố bị người ta biết, tổng giám đốc có vẻ rất vui, là ảo giác của mình ư? Chuyện hôm nay cô Cố suy nghĩ gì không? Anh muốn hỏi người này vô tình hay là cố ý chọn nhà tôi hả? Chắc khả năng là 50-50, nếu có tin tức gì mới từ phía cảnh sát, anh nhớ bảo với tôi một tiếng nhé. Trị an của cảm viên không tồi, nhưng cũng không đảm bảo hoàn toàn không có sơ hở gì, cô ở một mình không an toàn chút nào. Con người luôn phải trưởng thành, không ai có thể mãi mãi dựa dẫm vào người khác, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn, dù sao sau này cũng chưa chắc đã may mắn như lần này nữa. Nhưng tôi khá bất ngờ đấy, anh thế mà lại xem livestream của tôi. Nếu cô không sao thì tôi đi đây. Sau này cố gắng lúc nào cũng mang điện thoại theo người nhé. Nếu có chuyện xảy ra thì phải gọi cho tôi luôn. Có người nhờ tôi chăm sóc cô, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Được, cảm ơn anh. Người nhờ vả đó rốt cuộc là ai? Tôi có quen không? Diêm Thâm ở biệt thự Cẩm Viên. Tại sao lại bực bội như thế này nhỉ? Bởi vì yêu cầu của hai phụ huynh nên mình mới chăm sóc cho cố Cẩm Hề hơn một chút. Nhưng việc mình càng ngày càng quan tâm tới cô ấy dường như không thể tìm được lý do. Đặc biệt là hôm nay phát hiện ra cô ấy có khả năng gặp nguy hiểm. Phòng ngủ của Thạch Thanh Phong. Diêm Thâm. Ai thế? Buồn ngủ quá. Là tôi. Không phải trời còn tối ư? Nửa đêm không ngủ, anh trai của tôi cậu muốn thành tiên hả? Nếu như tôi muốn theo đuổi một người thì phải làm thế nào? Theo đuổi hả? Khoan đã, cậu nói là theo đuổi ư? Lúc nào thì cậu gặp được người nào rồi? Tôi cũng rất bất ngờ, chỉ là tôi cảm thấy có chút cảm giác. Anh trai à, cậu tìm một người FA tới vậy, cậu theo đuổi người ta, sao cậu không tìm cho tôi một người trước? Cậu có kinh nghiệm phong phú. Cậu được lắm, vậy tôi nói cho cậu biết, cách đơn giản nhất để theo đuổi người ta là vứt cái thẻ đen không giới hạn của cậu ra, bao nhiêu phụ nữ cũng đều quỳ dưới ống quần cậu hết. Ngu ngốc. Sáng hôm sau, cẩm viên nhà họ Cố. Chào gì à? Vừa nãy lúc tôi tới, sau phòng bếp vẫn có thức ăn, chưa hề động đũa. Hôm qua cô ra ngoài ăn à? Chuyện hôm qua không nên nói với dì Trần thì hơn, tránh để dì ấy lo lắng. Đúng rồi, mình cũng phải lên Weibo giải thích với mọi người lý do đứt đoạn livestream hôm qua. Vâng ạ. Chào anh. Cô ăn cơm chưa? Giờ là 10:20, không biết anh ấy định hỏi ăn sáng hay ăn trưa nhỉ? Tôi ăn rồi. Tối qua người đó đã khai ra một số chuyện với cảnh sát, chiều nay tôi sẽ tới tìm cô. Tôi đã làm nhé. Tôi làm đã nhé, hôm nay cô đừng ra ngoài. Vậy anh ấy gọi điện thoại nhằm mục đích gì? Phía Thạch Thanh Phong. Anh trai của tôi à, cậu gọi tôi 3 cuộc điện thoại trong thời gian tôi ngủ rồi đấy. Nửa đêm một cuộc, sáu sạch chén lại gọi một cuộc nữa. Tôi vừa mới tính ngủ bù, cậu lại gọi, rốt cuộc có chuyện gì? Tôi mới gọi điện thoại quan tâm cô ấy rồi. Một ngày gọi điện thoại quan tâm 3 lần, tôi không tin. Với khuôn mặt và thân phận của cậu, có người phụ nữ nào không thích? Tự kiếm lý do đi, không tìm được thì quan tâm ăn cơm, dù sao thì văn hóa ăn cơm có từ lâu đời rồi. Được. Cô bé, xe ông mang thứ gì tốt tới này? Ông Tề, ông mang đồ ngon gì vậy ạ? Đều là nấm Matsutake, tươi ngon, vừa mới hái xuống, con trai ông tới rất nhiều. Dù sao một ông già như ông cũng không ăn được nhiều như vậy nên mang tới đây cho cháu. Nấm Matsutake? Nấm Matsutake chất lượng thế này giá thành không rẻ thế nào đâu. Dù sao cũng là đồ ăn. Cô bé, ông thấy cháu nấu thịt kho tàu rất ngon. Nấu nấm Matsutake này chắc chắn cũng ăn rất ngon. Nếu cháu cảm thấy ngại không dám nhận đồ ông cho, vậy thì nấu rồi cũng ăn được chứ. Dạ được ạ. Vậy chiều nay chúng ta làm một bữa nấm Matsutake nhé. Yeah. Trong phòng bếp bận bịu nhà họ Cố. Cô bé à, điện thoại của cháu đang kêu trên tầng đấy. Dạ, vâng ạ, cháu đi ngay đi. Diêm Thâm, có chuyện gì thế? Cô đang làm gì vậy? Hôm nay ông Tề mang rất nhiều nấm Matsutake tới. Tôi và dì Trần đang làm một bữa nấm Matsutake. Ông Tề? À, tôi mới quen mấy hôm trước, ông ấy cũng ở Cẩm Viên. Hôm đó cháu của ông Tề chạy tới nhà chúng tôi. Ông ấy tới đây tìm, tôi mời ông ấy ăn thịt kho tàu, ông ấy rất thích. Họ Tề còn thích thịt kho tàu ở Cẩm Viên, thì đó là ông ấy. Cảm giác nguy hiểm.
Tôi quen ông ấy là bạn tốt của ông nội thôi. Ngày thường thích ăn đồ ngon, lát nữa tôi vừa hay phải về lấy đồ. Chỗ cô có bát đũa thừa không? Tôi có thể nói không mà. Tới đây đi. Quả nhiên, quan tâm chị ăn cơm mỗi ngày là đúng đắn. Làm tôi thật cám mịn, cậu định ra ngoài à? Ừ, đi ăn cơm. Ăn cơm? Ăn ở đâu? Tôi đi với cậu. Tới nhà cô ấy không có phần cho cậu đâu. À, nhanh như vậy ư? Tôi biết cậu có bản lĩnh, nhưng mà tốc độ của cậu cũng thật là tối qua còn hỏi tôi phải theo đuổi người ta thế nào, hôm nay đã vào nhà cô ấy ăn cơm rồi. Phòng bếp vẫn luôn bận rộn nhà họ Cố. Thơm quá, đeo vào trong đi. Vừng ơi, mở cửa, mở cửa. Không nhịn được nữa, thơm thơm thơm, quá là thơm. Cậu Diêm tới rồi, mời vào trong mà. Thằng nhóc nhà họ Diêm, sao cháu lại tới đây? Ông Tề, cháu là bạn Cẩm Hề, tới nhà cô ấy ăn cơm. Thằng nhóc này, cháu thân với Tiểu Cố lắm à? Rất thân. Cái đó cháu nên biết, trước đây ông rất thích Tiểu Diêu. Tiếc là năm đó Tiểu Diêu cũng có ý với con trai ông. Hôm đó nhìn thấy Tiểu Cố, ông đã cảm thấy con bé nên gả vào nhà họ Tề. Ông muốn giúp thằng nhóc dục nhiên nối dây tơ hồng. Cháu cũng thấy con bé rất xuống thân với thằng nhóc nhà ông mư. Ông Tề, dục nhiên không nói với ông, cậu ta có người trong lòng rồi. Chuyện xảy ra lúc nào? Xin lỗi nhé dục nhiên, tôi cũng thích Cẩm Hề, tôi sẽ không nhường cô ấy cho cậu. Cách đây không lâu, chính miệng cô ấy nói với cháu, cậu ấy có người mình thích. Cẩm Hề còn chưa nấu chín đã bay mất rồi. Sau khi ăn cơm, Diêm Thâm và Cố Cẩm Hề đi dạo trong tiểu khu. Ấm áp thật đấy. Anh nhìn tôi như vậy làm gì, chẳng lẽ anh thích tôi rồi? Cô thấy sao? Được rồi, tôi nhận thua, tổng giám đốc Diêm dĩ nhiên không thích tôi rồi. Anh là nam thần trong lòng hàng ngàn, hàng vạn thiếu nữ chưa chồng đó. Vậy còn cô thì sao? Đúng rồi, không phải lúc trước anh từng bảo có chuyện muốn nói với tôi liên quan tới doanh nghiệp dưới trướng Cố Thị. Trừ việc nhà họ Quý sắp nhập với phần lớn Cố Thị, những nơi còn lại đang làm thủ tục bán lại. Tôi đã xem mấy công ty bán lại rồi, tôi mua lại Truyền Thông Thiên Ngữ. Truyền Thông Thiên Ngữ đó là một công ty giải trí dưới trướng Cố Thị, nhưng do ngành kinh doanh chính của Cố Thị không phải ở phương diện giải trí nên sự phát triển của Thiên Ngữ chỉ ở mức thường. Anh muốn sáp nhập Thiên Ngữ vào Thượng Nghệ hả? Nhưng những nghệ sĩ trong Thiên Ngữ nếu ở Thượng Nghệ thì rất kém cỏi. Những nghệ sĩ thuộc ba top đầu trong Thiên Ngữ đều được chuyển tới Truyền Thông Phong Nghiệp như trướng Quý Thị rồi. Trừ một ca sĩ tên là Trịnh Gia Nghệ thì việc sáp nhập Thiên Ngữ vào Thượng Nghệ là không cần thiết. Công ty Thiên Ngữ này tôi mua lại cho cô. Cái gì mà mua cho tôi? Bé cưng tò mò đặt câu hỏi. Trước đây không phải cô từng nói muốn cạnh tranh chính diện với Quý Lưu Phong, đường đường chính chính lấy làm mọi thứ từ nhà họ Cố trong tay anh ta ư? Mọi thứ của nhà họ Cố từ trong tay anh ta ư? Thiên Ngữ chính là vũ khí của cô. Anh không sợ tôi biến Thiên Ngữ thành một mớ hỗn độn, lãng phí tiền và thời gian của anh ư? Những hạng mục tôi đầu tư trước giờ chưa từng thua lỗ. Sáng sớm mai tôi đón cô tới Thượng Nghệ, một tháng tiếp theo cô đành chịu thiệt làm trợ lý cho tôi vậy. Vậy nên ý anh là anh không chỉ mua lại Thiên Ngữ mà còn muốn làm thầy dạy tôi cách quản lý công ty ư? Chuyện này phiền anh quá. Không có gì phiền hết. Nếu như cô thấy trong lòng bất an thì một tháng này cô mời tôi ăn cơm nhé. Được. Nếu có người biết tôi chỉ cần trả tiền cơm cho một tháng đã có thể đi theo anh học hỏi, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ tôi chết mất. Vậy ư? Wow, Diêm Tam anh cười lên trông rất đẹp trai. Anh nên cười nhiều một chút, đảm bảo khói em đổ. Vậy ư? Thế cô đã đổ chưa? Đổ rồi, còn không phải đổ gục dưới gấu quần tay trang của anh ư? Còn nữa, tên vô lại hôm qua. Phía cảnh sát đã tra được rồi, hắn ta theo dõi cô mấy ngày rồi mới lựa thời gian tới cướp. Có lẽ là hành vi cá nhân không phải do người sai khiến. Vậy thì tốt. Hai người đi dạo trở về. Cô chủ, hai người về rồi, canh gà tắm. Nắm Matsutake đã hầm chín rồi. Ông già này đợi tới bây giờ chính là để đợi món canh gà này đó. Ha ha, vậy ông ăn nhiều một chút. Thư ký Vương. Tôi tới đó ngay. Anh phải đi à, mang canh đi nhé. Được. Cao ốc Kình Thương. Tổng giám đốc phía Tokyo mới báo tin lão phu nhân xảy ra chút chuyện, bảo anh lập tức về Tokyo một chuyến. Đặt xong máy bay rồi chứ? Đặt xong rồi, chuyến bay gần nhất sau 2 giờ là có thể tới nhà chính. Tới sân bay. Vâng. Tokyo, biệt thự chính nhà họ Diêm. Chị dâu Diêm Thâm, Chu Tô Tô. Chu Tô Tô,
Chú về ra sao không báo trước một tiếng, chiều nay anh trai chú mới tới huyện bên cạnh khảo sát tình hình, e rằng ngày mai mới về được. Nghe nói bà nội bị bệnh, em lo nên về thăm bà. Bà nội vừa ra viện, vừa mới uống thuốc xong, chú qua nói chuyện với bà đi. Về thì tốt, sau khi từ viện về, bà nội của cháu cứ nhắc tới cháu mãi thôi. Ông Diêm. Bà nội, cháu về rồi. Tiểu Thâm về rồi. Bà Diêm. Chỉ có một mình cháu về thôi ạ. Bà con bé ạ, bà đang nói linh tinh gì thế? Tôi chỉ muốn gặp cô bé đó thôi. Hơn 20 năm rồi, cháu bắt cái Tiểu Diêu đã đi nhiều năm như vậy rồi. Tiểu Diêu là cô của Diêm Thâm, nhưng không hề có quan hệ huyết thống với nhà họ Diêm. Là đứa trẻ được nhà họ Diêm nhận nuôi từ bé. Diêm Thâm chưa hề gặp người cô này, chỉ nghe ba mẹ nhắc tới mà thôi. Lần này bà bị bệnh là do nghĩ quá nhiều, đừng nghĩ chuyện của Tiểu Diêu nữa, cũng đừng nghĩ tới chuyện cô bé đó nữa. Sao tôi có thể không nghĩ được? Cấm cản không bằng làm đúng cách. Nếu bà nội muốn biết chuyện của Cẩm Hề, sau này thỉnh thoảng cháu sẽ kể chuyện của Cẩm Hề cho bà nội nghe. Cháu biết bởi vì cái chết của cô, người đó nên bà nội rất quan tâm tình trạng hiện tại của Cẩm Hề. Nhưng bà nội có thể yên tâm, tuy Cẩm Hề ly hôn rồi, nhưng bây giờ cô ấy sống rất tốt. Đúng rồi, đây là đồ Cẩm Hề bảo cháu mang tới, bà nội ném thử chứ. Là Cẩm Hề, con gái của Tiểu Diêu làm à? Vâng, cô ấy chính tay làm đấy ạ. Nếu còn bé có lòng thì bà đừng từ chối nữa, nào thử mùi vị canh gà này đi. Trước đây Tiểu Diêu rất thích hầm canh gà cho chúng ta ăn, bà có còn nhớ không? Nhớ chứ, sao lại không được. Hay, vậy thì ăn một chút. Tiểu Thâm, cháu bảo con bé bảo cháu mang tới hả? Vậy có phải con bé biết chúng ta? Cháu vẫn chưa cho cô ấy biết. Cô ấy vừa ly hôn, đám người nhà họ Quý lấy đi mọi thứ của cô ấy. Có một số thứ cô ấy có thể nhượng, có một số thứ cô ấy không định nhượng. Ly hôn, chuyện gì vậy? Vào ngày chú phát tang, Quý Lưu Phong bắt Cẩm Hệ ký thỏa thuận ly hôn. Cố Hùng không phải là chú của cháu, cậu ta không có tư cách này. Nếu không tại cậu ta, Tiểu Diêu cũng không chết. Cả đời này ông sẽ không tha thứ cho cậu ta và cả nhà cậu ta. Quý Lưu Phong gặp cặp bộ bên ngoài, Cẩm Hệ ly hôn với anh ta cũng là chuyện tốt. Còn về đồ của Cẩm Hệ, cháu sẽ giúp cô ấy lấy lại. Ông nội bà nội không cần lo đâu. Cháu tin sẽ có một ngày Cẩm Hệ sẽ tới gặp ông bà. Như vậy cũng được, chúng ta nợ Tiểu Diêu quá nhiều, chỉ có thể bù đắp lên người Cẩm Hề thôi. Tuy cháu và Cẩm Hề không có quan hệ huyết thống, nhưng nói thế nào thì con bé cũng là em gái cháu, sau này cháu phải chăm sóc con bé thật tốt. Vâng ạ. Em gái, cháu không thèm coi cô ấy là em gái đâu. Tiểu khu Cẩm Viên. Canh gà của Tiểu Cố ngon thật đấy, thật muốn ngày nào cũng được ăn. Hừ, tại sao Tiểu Cố không phải cháu dâu nhà mình chứ, điều tại thằng cháu không tốt. Khách sạn. Hóa. Ai đáng ghét thế không biết, sám hối đi, tao không tha cho mày đâu. Ông nội. Ông nội thân yêu à, ông vẫn chưa ngủ à. Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ thôi, có ai 7 giờ ngủ không hả? Không phải, hôm qua cháu thức cả đêm quay phim nên... Ông hỏi cháu, cho có người mình thích rồi à? Vâng, ai nói với ông thế? Ai nói với ông không quan trọng. Uổng công ông còn muốn cháu cưới Tiểu Cố về nhà. Tuy cháu có nhiều khuyết điểm, nhưng ít nhất cái mặt cháu lại di truyền từ ông. Cháu vô dụng, ông cũng đỡ cháu lên tường. Ai mà ngờ cháu lại đi ra dở tường chứ? Ông nội, cho dù cháu kém cỏi thế nào thì cháu cũng không thích cái người ông nói. Người cháu thích cháu sẽ tự theo đuổi. Vậy nhé, cháu còn phải ngủ bù tí nữa để còn được quay phim. Cháu cướp máy trước đây. Tiểu tử thối, còn dám cúp điện thoại của ông. 10 giờ tối hôm đó, Cẩm Viên nhà họ Cố. Hả? Đó là... Diêm Thâm, muộn vậy rồi, còn có chuyện gì ư? Tại sao lại vội vã muốn gặp cô ấy thế nhỉ? Rõ ràng nên ở Tokyo 2 ngày mới trở về, chắc là do mình hứa với Cẩm Hề, ngày mai sẽ đưa cô ấy tới công ty nhỉ? Nhưng muộn lắm rồi, giờ mình tới có vẻ không ổn cho lắm. Cẩm Hề... Muộn vậy rồi, sao anh còn ở đây? Vừa mới từ Tokyo về, liền muốn tới thăm cô. Công ty có chuyện gì ư? Không phải, bà nội tôi ốm phải nhập viện, tôi không yên tâm nên về đó xem thế nào. Đúng rồi, bà tôi rất thích canh gà và bánh chẻo mà cô làm. Hả? Anh đưa cho bà ăn á? Sao thế? Cô không vui vì tôi đưa đồ cô tặng cho... Sao thế? Cô không vui vì tôi đưa đồ cô tặng tôi cho người khác ăn à? Không phải... Tôi chỉ cảm thấy tôi có vẻ đang kéo quan hệ thì phải. Cô muốn kéo quan hệ?
quan hệ với nhà họ Diêm ai mà không muốn kéo chặt chứ. Bây giờ tôi không có gì cả, nghĩ tới chuyện có cái dây lớn để dựa dẫm cũng thoải mái hơn chút. Vậy thì cô kéo đi, tôi duyệt rồi. Anh thật biết đùa, có muốn đi dạo quanh tiểu khu không? Hai người nói chuyện trong tiểu khu, Diêm Thâm kể chuyện ông bà nội của anh cho Cố Cẩm Hề nghe. Thì ra câu chuyện của ông bà anh lại cảm động như vậy. Bà nội anh hạnh phúc thật đấy, gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu bà ấy. Hồi nhỏ bảo vệ lẫn nhau, tới già thì bầu bạn cùng nhau, đúng là một tình yêu một đời một kiếp. Không cần ngưỡng mộ, cô cũng sẽ gặp được người như vậy, bỏ các chặt cặn bã ấy. Lấy cái tinh hoa, những người rời đi đều là những người không phù hợp với cô. Hả? Chẹo chân rồi, ngồi xuống trước đã. Tôi xem nào. Không sao đâu, may là chỉ bị thương ngoài da, về nhà bôi rượu thuốc rồi ngủ một giấc là không sao rồi. Từ đây về còn một đoạn đường nữa, tôi tiễn cô một đoạn. Mình lại được ôm kiểu công chúa. Tôi có thể tự đi được. Yên tâm, tôi thường xuyên rèn luyện sức khỏe, không để cô ngã đâu. Tôi không lo bị ngã mà là Diêm Thâm, anh thích tôi đấy à? Ha ha, cô nằm mơ. Tuy là buổi tối nhưng cũng không thích hợp để nằm mơ giữa ban ngày cho lắm. Sao Diêm Thâm có thể thích một người phụ nữ từng ly hôn như mình chứ? Nhanh vậy đã tới rồi. Con đường này sao lại ngắn thế? Vừa nãy nên đi đường vòng về mới phải. Bỏ đi, vào nhà đó, sau này còn có cơ hội. Sao lại đứng im thế? Có chuyện muốn hỏi cô. Vì đi đặt tôi xuống trước đã, anh ôm như vậy không mệt, nhưng tôi sợ này. Nếu tôi trả lời không vừa ý anh, chẳng lẽ anh ném tôi luôn xuống đất chắc? Yên tâm, tôi sẽ không để cô ngã đâu. Diêm Thâm nghiêm túc quá, mình chỉ đùa thôi mà. Vậy anh hỏi đi, xem tôi có trả lời được không? Cô đã từng hối hận vì ly hôn với Quý Lưu Phong chưa? Không hối hận, những người trong quá khứ và thời gian đã qua thì không thể giữ lại. So với việc cố giữ một người không yêu thương mình, sao lại không tìm một người yêu thương mình đây? Tốt quá, cô ấy không còn tình cảm gì với chồng cũ nữa, mình có thể yên tâm được rồi. Trong nhà có đủ thuốc không? Tôi cũng không rõ, nếu đã không sao thì tôi ngủ một giấc là đỡ thôi, không cần phải đủ thuốc đâu. Nếu không xoa nắng, ngày mai có lẽ cô không đi nổi đâu. Tôi về lấy rượu thuốc, cô ngồi đây đợi. Này! 10 phút sau, tôi mang rượu thuốc tới rồi. Đêm rồi còn khiến anh bận này bận nọ, làm phiền anh quá. Đau không? Cũng được, không quá đâu. Giờ mới mùa thu, chân của cô đã lạnh vậy rồi, có phải mùa đông càng lạnh hơn không? Sức khỏe tôi không tốt lắm, đến mùa đông chân tay đều lạnh ngắt, những mùa khác thì đỡ hơn, nhưng cũng khá lạnh. Hai người nói chuyện dần dần nói tới Quý Lưu Phong. Thật ra nếu trước khi cưới tôi biết anh ta có bạn gái, tôi sẽ không để ba tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, chỉ để anh ta cưới tôi. Tôi nghe nói trước khi cô rất yêu anh ta, còn không cưới ai khác ngoài anh ta cơ. Sao nào, chẳng lẽ không cho phép tôi đuổi tuổi trẻ điên cuồng một lần chắc, hãm sâu vào tình yêu không phải người càng khuyên càng muốn làm trái hư. Dù sao mọi chuyện đều qua rồi, dù là giấc mơ đẹp hay là cơn ác mộng thì cũng phải tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau. Hả? Sao mình lại nằm trên giường rồi? Không phải tối qua nói chuyện với Diêm Thâm trong phòng khách ư? Sau đó mình ngủ quên. Hả? Hôm nay phải tới công ty Diêm Thâm làm, phải mau chóng dậy thôi. Tới đây tới đây. Tôi còn tưởng cô không dậy nổi cơ. Sao thế được? Tôi đã đặt 3 cái báo thức, chắc chắn không có chuyện không dậy nổi. Vào đây ăn sáng trước đã. Chúng ta đã bàn xong, lấy cơm 1 tháng đổi lấy tiền dạy học, bắt đầu từ hôm nay. Được, vậy ăn xong chúng ta cùng đi. Cao ốc Kình Thương. Trợ lý mới đi làm chung với tổng giám đốc thật á? Tin tức nội bộ chắc là thật. Thật tò mò, trừ thư ký Vương ra còn có ai có thể lọt vào mắt của tổng giám đốc? Chắc chắn là một người có năng lực siêu phàm. Mau nhìn đi, xe của tổng giám đốc tới rồi kìa. Là phụ nữ. Không phải tổng giám đốc nói không tuyển trợ lý nữ ư? Xem ra cô trợ lý này có lai lịch không nhỏ. Khẩn trương à? Có một chút, lần đầu tiên đi làm còn làm trợ lý bên cạnh tổng giám đốc Diêm nữa. Người bình thường có thể không khẩn trương ư? Một tháng tới đây xin chỉ bảo nhiều hơn. Đi thôi. Quả nhiên ngày mai vẫn nên đi một đôi giày đế thấp thì hơn, tránh không theo kịp người ta. Người đó là trợ lý mới ư? Tổng giám đốc tới rồi. Sau này cô cứ dùng thang máy chuyên dụng của tôi, đỡ phải chen chúc với người khác. Được, vậy tôi tới bộ phận nhân sự đó. Bộ phận nhân sự? Tôi là Hồ Mỹ, giám đốc bộ phận nhân sự. Cô có thể gọi tôi là giám đốc Hồ. Tổng giám đốc giao cô cho tôi, đi theo tôi. Cảm ơn giám đốc Hồ, tôi là Cố Cẩm Hề. Sau này xin chỉ bảo nhiều hơn. Sau này nên
là tôi xin trợ lý cố quan tâm nhiều hơn mới đúng. Hồ Mỹ, giám đốc bộ phận nhân sự. Phải biết rằng cô là người bên cạnh tổng giám đốc, nếu ở cổ đại cô chính là đại thái giám bên cạnh hoàng đế rồi, chức vị cao quyền hạn nhiều lắm đó. Thái giám? Ha ha, giám đốc Hồ, một mỹ nhân như trợ lý cô đây cô lại viết người ta giống thái giám, cô thật biết cách làm người ta ghét đấy. Lý Quốc Thích, một trong bốn quản lý vàng của Thượng Nghệ. Vô, trận gió nào thổi quản lý vàng của Thượng Nghệ tới đây vậy? Miếu nhân sự của chúng tôi không... của chúng tôi nhỏ, không chịu nổi sự dày vò của ông Phật lớn này đâu. Hồ Mỹ, hôm nay tôi tới không phải để cãi nhau với cô, tôi tới tìm trợ lý cô. Cô mau làm việc của mình đi, xong nhường lại người cho tôi là được. Tổng giám đốc đã sắp xếp cho trợ lý cô chuyên phụ trách vấn đề của Thượng Nghệ rồi. Vậy ư? Vâng, giám đốc Hồ có thể xử lý chuyện của tôi rồi chứ? Tất nhiên, mời trợ lý cố đi theo tôi. Vâng. Cho anh theo này. Hừ, xem anh còn theo không? Đây đều là những lưu trình đơn giản, cô điền vào tờ này là được. Vâng. Trợ lý cố, sao tôi trông cô quen thế nhỉ? Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu được không? Vậy hả? Chắc ở trên mạng cô biết Kiều Y Y chứ? Biết chứ, thời gian trước chuyện của Kiều Y Y và Quý Lưu Phong rất nổi tiếng. À, cô chính là vợ trước của Quý Lưu Phong. Sao cô lại nói với tôi những chuyện này? Nếu là người thông minh, khi vừa tới một môi trường lạ lẫm, thường sẽ cố gắng để lưu lại trong lòng mọi người ấn tượng tốt về mình. Cô ấy lại ngược lại, vạch áo cho người xem lưng. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị người khác biết, tôi không định giấu giếm. Cô nói đúng, quá khứ dù sao cũng là quá khứ, không cần phải để tâm. Tuy tôi không biết tại sao cô lại tới Diêm thị, nhưng tôi nhất định phải nói với cô, tới đây chắc chắn là lựa chọn chính xác nhất cuộc đời này của cô. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải kiên trì được một tháng dưới tay tổng giám đốc của chúng tôi. Chắc chắn có thể chống được một tháng, bởi vì tôi cũng chỉ ở đây một tháng thôi. Đây là sở thích ăn ăn ăn. Trợ lý cố, cô kéo quan hệ với tổng giám đốc chúng tôi kiểu gì hay vậy? Cô đoán xem. Thật ra trừ việc dùng mỹ nhân kế, tôi thực sự không đoán ra được cái gì khác. Nhưng rất hiển nhiên tổng giám đốc chúng tôi là người không phải chỉ dùng sắc đẹp là có thể quyến rũ được. Chưa kể cô còn là một người phụ nữ đã từng ly hôn. Cô có thể cho rằng tôi có ô dù. Ô dù của Cố Cẩm Hệ rốt cuộc là ai? Được rồi, tôi chỉ đùa cô thôi mà. Còn thì cần tôi làm nữa không? Đúng rồi, còn có thể làm việc. Cái này... Tổng giám đốc, có gì dặn dò ạ? À? Vâng, cô ấy vẫn ở đây. Vâng, tôi rõ rồi. Tổng giám đốc bảo cô điền xong thì mau chóng lên đó, lát nữa bắt đầu họp rồi, cô phải lên đó đợi lệnh. Được, vậy tôi xin phép lên đó trước, rảnh sẽ tới tìm cô chơi. Ok, trưa nay cùng đi ăn cơm. Vậy tôi lên trước đây. Trợ lý cố, phía Thượng Nghệ. Lý Quốc Thích, trợ lý cố đang bận đi họp, vừa nãy tổng giám đốc gọi điện dục rồi. Nếu phía tổng giám đốc có việc, tất nhiên ưu tiên chuyện của tổng giám đốc rồi. Lúc nào có thời gian tới Thượng Nghệ, trợ lý cố tới nhớ tìm Lý Quốc Thích tôi đó. Được, vất vả cho Lý tiên sinh rồi. Cố Cẩm Hề, cố lên. Ờ, sao anh lại ở đây? Đúng lúc, đi qua đây, đi theo tôi. Trợ lý cố, lát nữa chuyện cô cần làm không nhiều, chủ yếu là nghe tổng giám đốc nói thôi. Tôi hiểu rồi. Phòng họp. Mọi người đã đến đông đủ rồi, trợ lý Vương phát cho mọi người tài liệu đã chuẩn bị trước đi. Vâng. Người tham dự buổi họp A. Người tham dự buổi họp C. Họp hơn 3 tiếng rồi, công việc của Diêm Thâm bận như vậy ư? Sau khi kết thúc hội nghị. Đó rồi đúng không, tôi đưa cô đi ăn trưa. Được. Quán ăn Dung Hạ. Ế, Cẩm Hề. Anh Quý có gì chỉ vậy? Không phải cô vẫn luôn yêu tôi sao? Sao mới ly hôn không lâu đã bám theo người đàn ông khác rồi? Chúng ta có tình cảm từ bé đến lớn, không cần thiết phải xa cách vậy chứ. Tình cảm? Quý Lưu Phong, anh nói chuyện tình cảm với tôi có phải hơi nực cười không? Tôi mới ly hôn với cô không lâu, cô không chịu nổi cô đơn tới mức đó ư? Vậy có phải tôi có thể cho rằng, có lẽ khi cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn còn có hiệu lực, cô có phải đã quan hệ với cậu ta? Cô đã có quan hệ với cậu ta không? Một người kết hôn 3 năm thì ngoại tình hết 3 năm như anh thì có tư cách gì đứng ở đây nói chuyện như một người chồng tuyệt đối chung thủy với cuộc hôn nhân của mình. Quý Lưu Phong, nói dù sao đi nữa thì anh cũng là ông chủ của một công ty. Không cần mặt mũi của bản thân cũng được, nhưng đừng có ném mặt mũi của công ty đi quá xa. Cô, cậu không đi nữa, cậu không ngại mất mặt như tôi thì có. Được rồi, đi thôi. Nói hay lắm, tôi còn định lên giúp cô đó.
Không cần phiền tới anh, loại người đây đâu phải là đối thủ của tôi. Quý Lưu Phong, xem ra tôi cần phải đẩy nhanh việc tiếng Anh và công ty anh, không được thoải mái rồi. Phòng bao. Mùi vị của nhà hàng này ngon thật đấy, muốn làm quen với ông chủ nơi đây quá. Được, để tôi bảo cô ấy tới đây. Hả, anh quen ông chủ chỗ này à? Nhắc tới Tào Tháo liền có mặt. Ha ha, anh Thâm, làm phiền rồi. Anh Thâm, hai anh chị ở chung hả? Em hiểu nhầm rồi, bọn chị là hàng xóm của nhau. Cô ấy là Hà Tú Hy, bà chủ của nhà ăn Dung Hà, là người lớn lên trong đại viện cùng tôi. Hà Tú Hy. Em ấy là thanh mai của Diêm Thâm ấy à? Sao tôi cảm thấy, trừ lúc mới bắt đầu ra cô chẳng sợ tôi gì thế nhỉ? Đúng vậy, ban đầu khi biết thân phận của Diêm Thâm còn có hơi kiêng dè, nhưng sau này anh ấy giúp mình rất nhiều, bất chi bất giác liền buông xuống cảnh giác. Đột nhiên một không khí trở nên vi diệu, mình nên ra ngoài trước, nhưng mình rất tò mò, Diêm Thâm lại đưa phụ nữ tới cùng ăn cơm. Em có thể nói chuyện không? Em vẫn ở đây à? Em không muốn nói chuyện với anh. Chị tên là gì thế? Em là Hà Tú Hy. Tuy em và anh Tâm là thanh mai trúc mã, nhưng chị yên tâm, em có chồng rồi. Hả? Cái gì mà em có chồng thì chị yên tâm, hai cái này có quan hệ gì ư? Chị là Cố Cẩm Hề. Tên nhà hàng này là nhà hàng Dung Hà, em tên là Hà Tú Hy, vậy có phải chồng em họ Dung không? Đúng vậy, chồng em là Dung Yên, nhà hàng này bọn em mở hồi còn học đại học. Em nói cho chị biết. Này này, đừng chỉ quan tâm tới hai người vui vẻ nói chuyện thôi chứ, còn tôi, quá lâu tôi rồi hả? Sắp vào làm rồi, đi thôi. Hả, chị phải đi làm rồi, lần sau chị tới nói chuyện với em tiếp. Hoan nghênh, lần sau chúng ta lại cùng nhau so tài nấu nướng. Tôi là người trong số. 3 ngày sau, phòng làm việc của Diêm Thâm. Cẩm Hề, cô nghĩ nếu cô trực tiếp tới quản lý Thiên Ngữ thì cô sẽ gặp vấn đề gì? Thiếu năng lực kiểm soát. Đúng vậy, nếu muốn tăng năng lực kiểm soát, cách tốt nhất là rèn luyện từ tầng dưới đi lên. Nhưng nếu là cô, tôi nghĩ cô không nên làm như vậy. Đúng vậy, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Đừng lo lắng, rất nhanh thôi cô sẽ có cơ hội thực chiến. Ha ha. Tạ Kiến Bình, nhà sản xuất phim. Diêm Tổng đúng là người bận bịu, muốn gặp mặt Diêm Tổng thôi mà khó quá. Thực chiến, chẳng lẽ vị tiên sinh này và thực chiến Diêm Thâm vừa mới nói có liên quan tới nhau? Phòng làm việc của Diêm Thâm. Đây là một tiết mục tìm kiếm tài năng mà kênh chúng tôi định làm. Nếu Thượng Nghệ đồng ý hợp tác, tin rằng chương trình sẽ càng thu hút nhiều người trẻ tuổi có tài hơn nữa. Tất nhiên, nếu có hạt giống Thượng Nghệ nhìn trúng thì Thượng Nghệ có thể ký hợp đồng với họ trước. Đây cũng coi như là hợp tác đôi bên cùng có lợi, Diêm Tổng có thể suy xét. Anh nên biết Thượng Nghệ không hề thiếu hạt giống tốt. Nhưng Thượng Nghệ cũng cần phải thay máu đúng không? Hơn nữa đối với Diêm thì mà nói đầu tư như này không hề có bất cứ tổn thất nào. Không có tổn thất nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì quá lớn. Vấn đề mà tiết mục các anh gặp phải tôi hiểu rõ, nhưng thứ lỗi do tôi muốn mà không giúp được. Diêm Tổng, vậy có thể xin cậu... Anh có từng nghĩ, nếu có người có thể bức ép anh đến mức này thì người đó đã đoán ra được con đường anh sẽ chọn từ lâu. Điều này thực sự... Cẩm Hề. Hả? Cô nhóc này ở đây bao lâu rồi? Xem đi. Được. 15 phút sau. Sao rồi? Có một vài ý tưởng mới không giống với các tiết mục tìm kiếm tài năng vài năm nay lắm. Phát trực tiếp suốt quá trình... Trực tiếp 24 giờ thu tiết mục. Hơn nữa ở giai đoạn cuối của tiết mục, top 5 nhóm ca sĩ và nhóm ngôi sao điện ảnh có thể tham gia chương trình thực tế rất hot hiện nay, như vậy sẽ làm tăng độ hot lên không ít. Có hứng thú? Tôi cảm thấy cũng không tồi, nhưng nếu Diêm Thâm đã phủ định, có lẽ cũng không chẳng có gì nữa đâu. Cậu xem, em gái này cũng cảm thấy được, cậu làm đi. Vậy được. Nếu nhà xuất bản Tạ đồng ý, Thượng Nghệ sẽ cùng với Thiên Ngữ làm nhà đầu tư hợp tác cùng là tiết mục này. Vừa nãy không phải nói là không làm, sao đột nhiên lại đổi ý rồi? Tốt quá, cảm ơn Diêm Tổng. Nhưng mà Diêm Tổng, cậu mới nói là Thượng Nghệ cùng và Thiên Ngữ cùng đầu tư, nhưng mà phía Thiên Ngữ chúng tôi còn chưa hỏi thăm, không rõ. Cẩm Hề là người phụ trách của Thiên Ngữ, tiết mục lần này cô ấy sẽ phụ trách cùng anh. Về vấn đề hợp đồng, sau khi sửa xong xuôi Cẩm Hề sẽ giao cho anh. Ngoài ra tiết mục tìm kiếm nhân tài lần này, Thượng Nghệ chúng tôi chỉ đầu tư không ký hợp đồng với bất cứ người tham gia nào, nhưng Thiên Ngữ sẽ chọn ra những người xuất sắc. Hiện tại nghệ sĩ trong nội bộ Thiên Ngữ thiếu hụt, tin rằng anh cũng biết.
Diêm tổng, khoảng cách giữa Thượng Nghệ và Thiên Ngữ quá lớn. Hơn nữa tiết mục lần này không chỉ có truyền thông của Thượng Nghệ và Thiên Ngữ, tuy họ không so được với Thượng Nghệ, nhưng nếu là Thiên Ngữ, e rằng người chơi sẽ chọn ký hợp đồng với công ty khác. Điều này anh không cần lo lắng. Đối với một nghệ sĩ, điều quan trọng không phải là ký hợp đồng với công ty nào, mà là tài nguyên mà công ty cho. Thứ tôi muốn chỉ là Thiên Ngữ được chọn trước. Những chuyện khác cho dù không được như ý muốn, tôi cũng sẽ không trách anh. Nếu là như vậy, vậy thì mong cô Cẩm Hề chỉ bảo nhiều hơn. Nên là tôi mong anh Tạ đây chỉ bảo nhiều hơn mới đúng. Dù sao về phía tiết mục anh là người chuyên nghiệp. Tôi biết Diêm Trọng cố ý giúp tôi, biết anh ấy đang tìm nghệ sĩ cho công ty, tìm vũ khí giúp mình, nhưng mà áp lực có vẻ rất lớn. Phòng trà. Sao thế, khẩn trương hả? À, cũng có một chút. Đột nhiên nhận một công việc quan trọng như vậy, tôi lo sẽ làm hỏng mất. Không cần phải lo, hiện tại tiết mục này vẫn ở giai đoạn bỏ phiếu chọn người, đợi tới khi bắt đầu livestream thì cũng phải một tháng sau. Một tháng này cô vẫn phải ở bên cạnh tôi, còn về phía Thiên Ngữ tôi đã sắp xếp xong người giúp cô rồi. Cảm ơn. Được rồi, chuẩn bị đi, lát nữa cô cùng tôi tham gia một bữa tiệc. Được. Khoan đã, vừa nãy có phải anh ấy xoa đầu mình không? Mình vừa xoa đầu cô ấy. Khách sạn Hồng Phong. Diêm tổng tới đây đúng khiến cho tôi nở mày nở mặt quá. Hôm nay là ngày quan trọng của Lý tổng, chắc phải đón tiếp cùng ít người, không cần phải chiêu đãi tôi đâu. Vâng vâng, vậy Diêm tổng cứ thoải mái nhé, có gì căn dặn cứ tìm tôi là được. Cẩm Hề, chúng ta lên tầng 2 nghỉ ngơi một lát. Vâng. Cô xem này, ba cô gái đó chính là người có số phiếu cao nhất trong phần bình chọn của ngôi sao ngày mai. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ họ sẽ bước chân vào top 20 người đứng đầu. Họ làm sao thế? Đang cãi nhau chuyện gì vậy? Các cô đã gây chuyện đủ chưa? Đừng quên lời đạo diễn nói, hôm nay tới đây không được gây chuyện. Trịnh Gia Hy. Nếu không muốn gây chuyện thì cô bảo cô ta xin lỗi tôi đi. Đồ của tôi bị cô ta làm hỏng, lý gì mà một câu xin lỗi cũng không có vậy chứ? Tập Mộng Mộng. Chu Nhất Nhất. Cô nói láo, rõ ràng tôi chưa hề chạm vào đồ của cô. Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ đi tìm đạo diễn. Khoan đã. Nhất Nhất, cậu định xin lỗi cô ta đấy hả? Cậu không làm gì thì sợ cái gì chứ? Nhưng nếu tìm đạo diễn, chuyện này nhất định sẽ bị tung lên mạng. Sai Hy tớ sợ. Mình rất cần cơ hội lần này. Mình phải làm sao để kiếm tiền, có như vậy mới có thể cải thiện cuộc sống trong nhà. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, lỡ các bạn mạng không ủng hộ nữa, mình chắc chắn không đi tiếp được. Rốt cuộc cô có xin lỗi hay không? Nếu không xin lỗi thì tôi đi đây. Các em làm sao thế? Chị Duyệt, không phải chị và đạo diễn Vương đi tiếp khách ư? Sao giờ lại có thời gian rảnh thế? Đám Vương đạo diễn xã giao với nhau là có chuyện của chị. Chị nghĩ các em có lẽ ít tới những chỗ như thế này, nên tới đây với các em. Chị Duyệt, chị tới đúng lúc lắm. Chị giúp em phân tích lý lẽ đi. Chu Nhất Nhất làm hỏng đồ của em, em chỉ bảo cô ấy xin lỗi thôi mà cô ấy nhất định không chịu. Vậy ư, làm sai chuyện sao lại có thể không xin lỗi? Hơn nữa trường hợp như hôm nay gây chuyện như vậy thật khó coi. Em... Lý Duyệt cũng tham gia hạng mục này à? Cô ta còn là nghệ sĩ chưa lên sân khấu của Phong Nghiệp. Tiết mục lần này là một bước điểm để cô ta thu hút fans, tiện cho việc ra sân. Tôi qua đó trước xem thế nào. Cô nghe thấy lời của chị Duyệt rồi chứ? Mau xin lỗi đi. Lâu rồi không gặp, Lý Duyệt. Giọng nói này, Cẩm Hề. Hai, không ngờ hiện tại cô sắp bước chân vào giới showbiz rồi. Chúc mừng nhé. Nghe nói cô ký hợp đồng với Phong Nghiệp đúng không? Xem ra chuyện của tôi giúp cô không ít nhỉ. Mình sợ cái gì chứ? Cô Cẩm Hề đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Cố từ lâu. Nhà họ Cố không còn nữa. Mình sợ, mình không sợ. Mình không thèm sợ cô ta. Cẩm Hề, chuyện trước đây tôi đã xin lỗi cô rồi. Nếu cô đồng ý chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nếu cô không đồng ý thì chúng ta coi như không ai quen biết ai cả. Bạn, tôi không muốn lại bị cô đâm cho một nhát sau lưng đâu. Rõ ràng cô ta là người thất bại. Ngã tới đáy cốc rồi, dựa vào đâu mà vẫn vui vẻ được như thế? Tôi còn tưởng cô cao quý thế nào, còn không phải tự nguyện ra ngã quyến rũ đàn ông tới duy trì đáy ngục cuộc sống ư? Quyến rũ đàn ông? Tôi quyến rũ ai vậy? Chẳng lẽ cô dám nói cô không đi cùng Diêm thiếu tới đây? Là thư ký Diêm, là thư ký kiêm trợ lý của Diêm tổng, khi sếp mình thiếu bạn gái cùng lại tham gia tiệc lạ lắm ư? Quan hệ giữa tổng giám đốc và thư ký, cô tưởng rằng mọi người đều là người ngốc không biết ư? Vậy tôi còn biết quy tắc ngầm giữa đạo diễn và diễn viên cơ. Nếu như cô muốn vơ đũa cả nắm, vậy tôi có thể nhận định rằng cô và đạo diễn của các cô. Cố Cẩm Hề, cô câm miệng. C
Xem phản ứng của cô ta chắc mình đoán mò đúng rồi. Cũng phải, đã là tiết mục tuyển chọn tài năng, xuất hiện những chuyện điên như cửa sau cũng là điều bình thường. Tôi đã nói mấy người các cô không được gây sự cơ mà. Tiêu rồi, đạo diễn tới rồi. Chạy mệt chết đi được. Lý Duyệt, cô câm miệng lại cho tôi. Đạo diễn Vương. Cô Cố đấy ạ, Lý Duyệt không hiểu chuyện nên ăn nói linh tinh. Nếu có chỗ nào đắc tội với cô Cố, tôi thay cô ấy xin lỗi. Hừ, tại sao lại đối xử tốt với cô ta thế chứ? Đạo diễn Vương đâu có làm sai chuyện, xin lỗi tôi làm gì, sau này cùng hợp tác còn cần đạo diễn Vương chỉ bảo nhiều hơn mới phải. Hợp tác? Đúng vậy, sau xác định được top 20 thí sinh xuất sắc nhất, còn phải bắt đầu hình thức phát trực tiếp toàn bộ quá trình nữa. Tới lúc đó tôi sẽ cùng với nhóm của đạo diễn để tiến hành công việc tuyển chọn. Ngoài ra thiên ngữ của chúng tôi muốn chọn người, tất nhiên tôi phải kiểm định cho thật tốt rồi. Bây giờ thiên ngữ đang dựa vào cái cây lớn thượng nghệ đó, thì đa cô ấy là người phụ trách của thiên ngữ. Thì đa cô Cố chính là ban giám khảo thần bí đó. Tới lúc ấy nếu cô Cố có chỗ nào không hiểu cứ tới tìm Vương Vĩ tôi là được. Vậy tôi cảm ơn đạo diễn Vương trước nhé. Đâu có, đâu có. Ngoài ra tôi cảm thấy mấy thí sinh này hình như có mâu thuẫn gì thì phải, mong đạo diễn Vương xem xét xử lý. Vậy à, được thôi. Cẩm Hề, tôi có vài người bạn cũng tới đây, có muốn ngoài đó uống một ly không? Được. Cô Cố, có chuyện gì à? Tôi là Trịnh Gia Hy, chị gái tôi là Trịnh Gia Nghệ của Thiên Ngữ. Vừa nãy Tập Mộng Mộng nói Nhất Nhất làm vỡ đồ của cô ấy, như tôi và Nhất Nhất vẫn luôn ở cùng nhau, chắc chắn Nhất Nhất không làm vỡ đồ của Tập Mộng Mộng. Hơn nữa dạ, đạo diễn ghét nhất là các thí sinh nảy sinh tranh chấp. Hay là tôi gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Kiến Bình, bảo ông ấy giải quyết chuyện này. Vừa nãy Gia Hy cũng nói rồi mà, đạo diễn Tạ không thích các thí sinh lời qua tiếng lại với nhau. Hay là nhờ đạo diễn Vương điều tra chuyện này đi. Được được, không thành vấn đề. Cho cô đi mà tâu lột này. Kết quả người ta lại bảo đạo diễn Vương điều tra, đạo diễn Vương đứng về phe chị Duyệt. Chị Duyệt đứng về phe mình, nhưng để đạo diễn Vương tra, cuối cùng cô vẫn phải xin lỗi tôi thôi. Có kết quả nhớ gọi điện cho tôi. Dạ, cảm ơn cô Cố và Diêm Tổng. Lại còn muốn biết kết quả, rõ ràng muốn giúp Trịnh Gia Hy và Chu Nhất Nhất mà. Em làm cái gì đấy, buông ra, đâu chết thì được. Hả, chị Duyệt, em xin lỗi. Xem ra phải điều tra kỹ chuyện này, không thể để thiên vị Lý Duyệt. Nếu không chọc cho Diêm Tổng không vui thì mình gặp tai ương là cái chắc. Phòng nhỏ trong khu nghỉ ngơi. Cẩm Hề, chỗ này. Tú Hy, em ở đây làm gì thế? Điểm tâm chỗ này ngon lắm hả? Tất nhiên là ngon rồi, đầu bếp làm những món điểm tâm này là đầu bếp chuyên làm điểm tâm nổi tiếng của Pháp, Escari đấy. Nếu không phải em không mời được, thì em đã mời người ta tới nhà hàng của em từ lâu rồi. Đúng rồi, mùi vị của rượu trái cây này cũng không tồi đâu. Nói đến đồ ăn liền vui như vậy. Còn tôi thì sao, để ý với tôi, tới tôi đi chứ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Diêm Thâm đưa Cố Cẩm Hề về nhà. Tới rồi, cô vẫn ổn chứ? Không sao, chỉ hơi choáng thôi, có lẽ là uống hơi nhiều rượu trái cây. Sao tôi lại ngồi trở lại rồi? Còn nó không sao nữa, say đến độ này rồi. Thoải mái quá, tôi muốn ngủ. Nhà vệ sinh. Nào, lau mặt cho tỉnh táo một chút. Buồn ngủ lắm, đừng làm phiền tôi. Tỉnh rồi hả? Tôi không sao, anh về nghỉ ngơi sớm đi. Được, phải tắm xong thì ngủ sớm đi. Vừa nãy trong mắt Diêm Thâm dường như rất dịu dàng, tình cảm. Chẳng lẽ anh ấy thích mình? Này, đúng là uống say rồi, sao có thể được, chắc chắn là ảo giác. Cẩm Hề. Hả? Trời ạ, sao mình có thể mơ như vậy chứ, quá xấu hổ. Cậu Quý, cô chủ nhà chúng tôi vì cậu mà chịu biết bao khổ cực, xin cậu sau này đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Cậu Quý, chẳng lẽ là Quý Lưu Phong, anh ta tới đây làm gì? Dì Trần, hôm nay tôi tới đây vì có chuyện quan trọng muốn tìm Cẩm Hề. Dì Trần, cho anh ta vào đi, tôi cũng muốn nghe xem tổng giám đốc Quý có cao kiến gì. Nói đi đừng vòng vo nữa, ngay cả một ly trà cũng không mời mình. Buổi tiệc tối qua cô tham gia cùng Diêm Thâm, chúng tôi cũng đi, chắc cô biết chứ. Đúng vậy, thì sao? Cẩm Hề, chẳng lẽ cô không cảm thấy Diêm Thâm đối xử với cô quá tốt vừa? Tôi biết, với tính cách của cô chắc chắn không có quan hệ gì mờ ám với cậu ta. Cậu ta tốt tới
với cô vượt quá mức bình thường mà đúng không? Tại sao lại không thể có quan hệ mờ ám chứ? Ai cũng biết giữa tôi và Diêm Đâm sớm đã không phân rõ ràng rồi. Tôi biết cô hận tôi, nhưng không cần vì báo thù tôi mà làm nhục bản thân như vậy. Hôm nay tôi tới, cũng chỉ mong cô có thể nhìn cho rõ, Diêm Tâm không phải người đơn giản, không có tâm cơ. Không ngờ Quý Lưu Phong cũng biết diễn kịch ra phết, nếu không phải mình hiểu anh ta có khi cảm động vì sự quan tâm giả tạo của anh ta cũng nên. Từ chúng ta đã từng ly hôn, nhưng nói cho cùng thì chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, nếu cô có gì cần giúp đỡ thì có thể tới tìm tôi, hai chúng ta ít nhất cũng biết rõ lẫn nhau, chứ Diêm Tổng nhà là người như thế nào e rằng tới bây giờ cô vẫn không rõ đúng không? Nói xong rồi chứ. Cẩm Hệ. Đúng vậy, hai chúng ta biết rõ lẫn nhau, quen biết từ nhỏ nhưng tôi vẫn bị anh hại tới mức mất nhà, mất tài sản, bị người ta mắng nhiếc đấy thôi. Còn anh thì sao? Ép tôi đi hôn xong còn hãm hại tôi, anh không phải cắn đứt à? Ngược lại, tôi những điều tôi biết về Diêm Thâm còn ít, nhờ anh ấy giúp đỡ tôi. Chưa nói tới việc tôi chẳng có cái gì để cho anh ấy ủ mưu cả, cho dù cũng là do tôi cam tâm tình nguyện. Cho dù có cũng là do tôi cam tâm tình nguyện, trao đổi công bằng luôn tốt hơn đòi hổ lục gia. Nếu anh chỉ muốn nói mấy cái này thì anh có thể đi rồi. Cô... Được, tôi đi mong đến ngày nào đó cô nhìn rõ con người Diêm Thâm thì đừng có hối hận. Diêm Tổng. Thì ra là Quý Tổng. Gần đây Quý Tổng là người nổi tiếng thành phố A, tài sản phong phú, vợ hiền bầu bạn. Cẩm Hệ chỉ là vợ trước của Quý Tổng, mới sớm đã anh đã tới đây, không sợ người đời đàm tiếu khiến gia đình Quý Tổng không yên ư? Vậy Diêm Tổng mới sớm ra để tới chỗ Cẩm Hệ, không sợ người đời đàm tiếu ư? Trai chưa vợ gái chưa chồng, Cẩm Hệ còn không để ý thì tôi sợ cái gì? Bây giờ Cẩm Hệ chưa biết rõ con người cậu thôi, tôi hiểu cô ấy, rồi sẽ có một ngày cô ấy biết được bộ mặt thật của cậu. Tôi tin Quý Tổng không muốn nhìn thấy ngày đó. Quý thị của anh, nếu tôi muốn, chỉ cần cử động một ngón tay thôi đã có thể khiến nó nát vụn rồi. Anh cảm thấy anh có tư cách gì để đấu với tôi? Tôi vốn lo cố Cẩm Hệ mượn tay Diêm Thâm đối phó với bản thân, nên mới tới đây một chuyến. Chẳng lẽ không thể tránh khỏi chuyện này? Không cần sợ, đợi lúc nào tôi ra tay với Quý thị thật thì hãy sợ cũng chưa muộn. Cẩm Hệ, anh tới rồi à? Hôm nay là cuối tuần, tôi tưởng anh không tới sớm như vậy chứ. Mẹ ơi, sợ cứ nhìn thấy Diêm Thâm là nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua, ngại chết mất. Vừa nãy tôi nhìn thấy Quý Lưu Phong, anh ta không gây phiền phức cho cô chứ? Không, mới sớm ra đã đến đánh thức người khác, không cần phải quan tâm anh ta. Cái đó tôi về phòng đọc sách nhé, anh... Đây là đang đuổi khéo mình, chẳng lẽ là vì Quý Lưu Phong ư? Hôm nay tôi còn có việc, đi trước nhé, liên lạc sau. Vẫn nên đi thì hơn. Được, liên lạc sau. Cuối cùng cũng đi. Cô Cố, tôi điều tra được chút manh mối về chuyện của ba cô. Ông nói đi. Tôi có lấy được một đoạn video có thể thấy trước khi chết ba cô từng gặp người khác, đồng thời có một cuộc trao đổi ngắn. Không phải trong khách sạn đó không hề có bất cứ một camera giám sát nào ư? Phía cảnh sát đã điều tra rồi, ngay cả cái chết của ba tôi cũng là do có người tình cờ chụp được. Thực sự không có camera, nhưng trong số những người tới khách sạn hôm đó có một cô gái gọi video với bạn trai, vừa hay quay được ba cô, tôi gửi video cho cô xem nhé. Chấp nhận. Là ai đây? Ba rốt cuộc. Có ảnh rồi. Đây chính là cô gái quay video này. Là ba, người đàn ông đó là ai? Bóng lưng của người đàn ông này có vẻ khá giống Diêm Thâm. Không thể nào, anh ta không thể là Diêm Thâm được. Tôi xem xong video rồi, người đàn ông đó luôn quay lưng lại video. Không biết rốt cuộc là ai, ông có thể tìm được người này không? Chuyện này tôi không thể đảm bảo, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Thám tử Bạch, cảm ơn ông. Qua mấy ngày điều tra, tôi thực sự mong cô có thể từ bỏ việc điều tra, vũng nước này quá sâu. Quả nhiên thám tử Bạch có bản lĩnh, nhanh như vậy đã có tiến triển rồi. Xem ra chuyện của ba sẽ được làm rõ nhanh thôi. Dạo này bận đi làm không có thời gian livestream hay là úp cách làm bánh sơn trai, sơn dược ông Tề thích ăn nhất lên nhỉ? Tiểu Cẩm hôm nay lại làm món ngon, tiếc là bà nội không ăn được. Bà nội đừng buồn, Cẩm nương nhà chúng ta rất lương thiện, thỉnh thoảng sẽ tặng quà cho fan chúng ta. Lần tới Cẩm nương tặng quà cháu sẽ dành cho bà một phần. Bà nội là trưởng bối, lần sau sẽ giúp dành. Wow, bao nhiêu bình luận. Giúp dành cộng số chứng minh. Bà nội, ID này thú vị đấy, nghe cứ như là chiếm thời của người khác vậy. Xem thời gian đăng ký thì mới nửa tháng gần đây, nhưng quan hệ với mọi người rất tốt. Xem tư liệu của bà nội, chắc không phải là một bà lão thật chứ? Đúng là một bà lão,
Phan là một bà lão. Wow, náo nhiệt quá, mình cũng phải vào tám chuyện với họ mới được. Cháu chào bà, chào mọi người nhé. Mèo, Cẩm Nương xuất hiện. Chào cháu, bà là bà nội. Bà nội, bà nội ư? Hình như mình cũng từng có một người bà, nhưng khi người đó nhìn mình đều mang theo sự lạnh lẽo. Bình thường bà có thích ăn gì không ạ? Nương muốn nấu đồ cho bà nội ăn à? Bà nội ở Bắc Kinh, tôi ở thành phố A, cho dù có làm thì bà nội cũng không ăn được, nhưng trừ cơm canh ra có một số đồ vẫn có thể gửi đi xa được. Tiểu Cẩm muốn làm đồ ăn cho mình, vui quá. Từ khi quen Cẩm Nương, lần đầu tiên tôi tự hào vì bản thân sống ở thành phố A. Không sai, tôi tự hào vì thành phố A. Đối phương cũng thèm quan tâm bạn, đồng thời đánh một chưởng tiện nhân về phía bạn. Bà có người thân ngày nào cũng đi đi về về giữa Bắc Kinh và thành phố A để công tác. Vừa hay hôm nay thằng bé có về. Vậy à, vậy cháu có thể làm chút đồ ăn rồi báo anh ấy mang cho bà. Vậy có làm phiền Tiểu Cẩm lắm không? Không phiền, không biết anh ấy mấy giờ mới về à? Bà hỏi rồi, hình như là 4 giờ chiều nay. Thời gian khá thoải mái, vậy cháu đi mua thức ăn đây. Làm phiền cháu quá. Đi mua đồ để nấu cho bà nội thôi. Bà nội. Bà nội. Tiểu Thâm, hôm nay cháu được nghỉ thì về nhà một chuyến đi. Anh cháu vẫn còn trách lần trước cháu về mà không đợi nó kìa kìa. Đúng rồi, trước khi về cháu nhớ giúp bà nội lấy ít đồ. Cẩm Hề bảo muốn làm chút đồ ăn ngon cho bà. Tới lúc đó cháu nhớ tiện thể mang về đây nhé. Có vẻ như mình về đó mới là tiện thể nhỉ. Lần về nhà trước mình gợi ý bảo bà nội dùng cách khác để tham dự vào cuộc sống của cô Cẩm Hề. Nhưng không ngờ là bà nội lại lấy thân phận là fan của cô ấy. Nếu thân phận của bà nội không thể bại lộ thì người thân giúp ship đồ là mình đây càng không thể để đổ thân phận được. Phải nghĩ ra cách mới được. Siêu thị. Cô bé chọn đồ ăn rất chuyên nghiệp, thường hay làm cơm hả? Vâng ạ. Cháu xin phép tạm biệt cô. Sao nhìn cô bé này quen thế nhỉ? Thanh toán, cảm ơn. Hả, đây là của tôi. Shit, đừng lớn tiếng. Hả? Tề Hạo Nhiên, anh ta không đeo khẩu trang, không đội mũ mà chạy thẳng vào siêu thị thế này ư, không sợ bị người ta nhận ra à? May là không bị nhận ra, không biết bao lâu rồi anh vào siêu thị mà không đeo khẩu trang với kính râm nữa. Thế sao hôm nay anh lại vào siêu thị một cách ngang nhiên thế? Còn không phải là vì em mà, một mình em ra ngoài mua đồ không tiện nên anh có lòng tốt. Tôi đón em. Sao thế, có vui mừng, bất ngờ không? Đúng rồi, sao anh biết tôi ở siêu thị? Tất nhiên là biết rồi, Cẩm Hề, em không tò mò là thời gian này anh đi đâu ư? Làm sao, không phải điều bận à, chưa kể anh còn là siêu sao tất nhiên là bận rồi. Người trong video đó thực sự là Diêm Tham ư? Nếu thực sự là anh ấy, hình như tâm trạng Cẩm Hề không tốt, không để tâm tới việc trả lời mình. Tối rồi, cảm ơn anh. Cái đó, còn có chuyện gì à? Không, không có, gặp lại sau. Tuy muốn tới ăn chùa nhưng tâm trạng Cẩm Hề không tốt lắm, mình vẫn nên tránh không chạm vào thì hơn. Thịt kho tàu, cá sốt sắc nhỏ, canh vịt, đậu phụ ngon nhà khách. Được rồi. Hả? Làm xong rồi à? Không phải bảo tối mới tới ư? Nếu thực sự là anh ấy, mình phải làm sao bây giờ? Tối nay tôi phải về nhà một chuyến nên qua đây trước. Cô đưa đồ cho ai thế? Trên Weibo có một fan tầm tuổi bà nội. Tôi hứa với bà ấy sẽ làm đồ ăn rồi đưa cho bà ấy. Nhờ người thân của bà ấy đưa tới Bắc Kinh. Vừa hay tôi phải tới sân bay, tiện thể mang đi đưa cho người đó là được. Cô có phương thức liên lạc của người đó không? Có, trong điện thoại tôi, đợi lát nữa tôi cho anh. Đúng rồi, còn thiếu bánh, jam cookies, tôi đi lấy đã. Được. Thám tử Bạch, tin nhắn mới. Thám tử Bạch, cô ấy điều tra được cái này. Được rồi, thêm cái này nữa, anh đem đi đi. Được. Tôi cho số điện thoại người đó cho anh. Ừ, sau khi Diêm Thâm đợi đi. 138 XXXX liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này, họ Bạch, là một thám tử. Trong tay ông ta có một video khiến ông ta mất manh mối này. Vâng. Văn phòng thám tử. Chào thám tử Bạch, xin hỏi hiện tại ông có ở văn phòng không? Sếp chúng tôi có hứng thú với vụ án ông đang điều tra, không biết có thể gặp mặt nói chuyện không? Không có hứng thú. Nếu thám tử Bạch không có hứng gặp tôi, vậy tôi tới gặp ông là được. Giờ tôi đang ở ngay dưới tòa nhà văn phòng ông, thám tử Bạch không để ý chuyện tôi lên đó bây giờ chứ? Đã tới rồi, xem ra không gặp không được. Tôi ở phòng tiếp khách, cậu lên đi. Dường như thám tử Bạch không muốn gặp tôi cho lắm nhỉ? Đúng vậy. Tôi không nghĩ rằng bản thân cần gặp cậu.
Thám tử Bạch đâu cần nói vậy, ông còn chưa nghe tôi bàn về cuộc giao dịch này mà. Chỗ tôi có 30% cổ phần doanh nghiệp Bách Thị, chi phiếu này có giá 500 vạn. Còn cái này là giấy tờ nhà cũ của Bách Thị, có giá trên 500 vạn. Cũng có ý nghĩa to lớn với ông, chỉ cần ông đồng ý với lời tôi nói thì ông có thể chọn một trong ba thứ này. Mấy người chắc chắn muốn nhúng tay, xem ra tôi chưa điều tra rõ quan hệ giữa sếp các anh và cô cố rồi. Tôi không thể bình luận sau lưng sếp về chuyện giữa sếp và cô cố được. Điều kiện mấy người đưa ra quả thực rất hấp dẫn, nhưng tôi cần có thời gian để suy nghĩ. Nếu như vậy, tôi sẽ chờ tin tốt của thám tử Bạch. Mong thám tử Bạch đừng làm tôi thất vọng, phía cô cố chúng tôi sẽ sắp xếp. Mong đặng thám tử Bạch không làm ra chuyện hại người hại mình. Tất nhiên. Phòng bà nội Diêm. Đồ ăn Tiểu Cẩm nấu ngon thật đấy. Thâm mà sau này cháu về nhà nhiều một chút, tiện thể mang nhiều đồ Tiểu Cẩm nấu vào nhé. Ông và bà nội cháu đều thích ăn. Vâng, vậy cháu ăn đây. Này, cháu đừng tranh giành đồ ăn với ông bà chứ, dù sao cháu ở bên đó thường xuyên được ăn. Thì ra mình chỉ là một chân chạy vặt mà thôi, mình cũng muốn ăn mà. Tối mẹ nó không có tâm trạng ăn uống thì ra là đang đợi Thâm về đưa đồ ăn cho mẹ chứ gì. Mẹ Diêm Thâm. Ai làm vậy, nếu mẹ thích thì bảo người ta tới nhà mình làm. Tiểu Cẩm không phải đầu bếp, đâu đến nhà chúng ta làm cơm cho chúng ta được. Nếu không vì con thì mẹ đã để Tiểu Cẩm về đây từ lâu rồi. Tiểu Cẩm, Thâm, có phải là cô gái con quen ở thành phố A không? Vâng. Tiểu Cẩm này họ gì thế, tình hình trong nhà thế nào? Mẹ, bây giờ con và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Thân phận của Tiểu Cẩm đặc biệt, trước khi mình và cô ấy chưa xác định quan hệ, không nên cho quá nhiều người biết tới thì hơn. Được rồi, về mọi người ăn đi, con bận chút việc. Tiểu Thâm, cháu nhớ là phải giấu chuyện của Tiểu Cẩm đấy nhé, đặc biệt là mẹ cháu, tuyệt đối không được để nó biết. Cháu hiểu. Công viên trung tâm Cẩm Viên. Cẩm Hề. Chào ông Tê. Mẹ ơi, bao nhiêu ông già nhìn mình, rõ ràng là ngại, mình vẫn nên tới chỗ khác đi bộ thì hơn. Cô bé, đậu vàng, Hà Lan và bánh giam mấy hôm nay ông Tề ăn là cháu làm đó hả? Ông Tần. Dạ, vâng. Vậy lần sau cháu làm cho ông Tề thì làm thêm một phần cho ông nhé. Vâng, tới lúc đó cháu nhờ ông Tề mang cho ông. Ông lão này đòi đồ ăn chẳng khách sáo chút nào, sống hệt ông Tề. Nhưng mà điểm tâm nằm cũng chẳng tốn công mấy, làm thêm một phần cho mấy cũng không sao. Ông Tần, đừng học ăn chuẩn chực của Tiểu Cố nhà tôi đấy. Muốn ăn cũng được, cũng không phải ông đang viết một kịch bản để năm sau quay ư. Tới lúc đó cho công ty của Tiểu Cố mấy vai diễn là được. Ông Tần còn viết kịch bản, còn có thể tự dọn diễn viên. Chẳng lẽ ông ấy là đạo diễn Tần Nguyên thiên tài hồi trước ư? Thì ra ông Tề có mục đích này. Cô bé, công ty cháu tên là gì? Dạ, truyền thông Thiên Ngữ hả? Ông Tần đừng nghe ông Tề nói hả? Ông ấy đùa ông thôi. Hiện tại ông công ty có nhân tài. Hiện tại công ty không có nhân tài, dù mình muốn ôm cây dù lớn này thì cũng ôm không nổi. Thôi vậy, tránh việc người ta nghĩ mình cố gắng tiếp cận. Cô bé yên tâm, ông không thích ăn chực uống chùa như ông Tề kia đâu. Tới lúc đó, chọn diễn viên chắc chắn sẽ giành vài vị trí trên nghệ sĩ công ty cháu. Vậy cháu cảm ơn ông Tần nhé, các ông Tề nữa ạ. Buổi tối, nhà họ Cố. Ngày hôm nay không có tin nhắn gì của Diêm Thâm cả, anh ấy vẫn chưa về ư? Mình đang nghĩ cái gì thế? Diêm Thâm đó có khả năng liên quan tới cái chết của ba. Mình không thể. Diêm Thâm. Cẩm Hề, ngủ chưa thế? Vẫn chưa, còn anh? Vừa mới từ Bắc Kinh về, muốn gặp em. Mấy lời này không giống những lời mà anh sẽ nói. Sao nghe có vẻ yếu đuối thế? Có phải Diêm Thâm đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thì sao, em có xuống không? Anh sao thế? Xảy ra chút chuyện. Vậy anh có ổn không? Chuyện này có vẻ khó giải quyết, anh cần sự cổ vũ. Hả? Vừa nãy lúc anh ấy nhìn mình còn tưởng anh ấy muốn hôn mình cơ. Người ta chỉ muốn ôm một cái ôm an ủi thôi, mình nghĩ cái quái gì không biết. Sao không nói gì thế? Tâm trạng của anh tốt hơn rồi chứ? Tốt hơn nhiều rồi, quả nhiên họ nói không sai. Khi tâm trạng không tốt, làm như vậy sẽ có tác dụng. Trời ạ, sao mặt mình đã nóng thế này, mau phục hồi như bình thường đi. He he, tôi tóm được gian tình của hai người rồi nhé. Em đi nói với anh Hạo Nhiên, xem anh ấy có còn thích chị nữa không. Hình như ôm rất lâu rồi thì phải buông cô ấy ra rồi. Tuy là mình không nỡ, còn muốn hôn cô ấy, nhưng mà vẫn nên từ từ thì hơn, đừng dọa cô ấy.
Không còn sớm nữa, em mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại tới đón em đi làm. Được. Phòng ngủ của cô Cẩm Hệ. Vừa nãy mình và Diêm Thâm ôm nhau, hình như mình thích anh ấy mất rồi, hay chỉ là cảm thích sùng bái vậy? Ngoài ra anh ấy đối với mình từng ly hôn, ngược lại anh ấy vô cùng xuất sắc, khả năng anh ấy thích mình có vẻ hơi thấp. Bỏ đi không nghĩ nữa, con ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Phòng ngủ của Diêm Thâm. Sếp có gì sai bảo ạ? Khó khăn lắm mới được ngủ sớm. Vừa nãy tôi ôm cô ấy rồi, tôi có thể cảm nhận được cô ấy không bài xích tôi, còn đỏ mặt nữa. Ngược cậu là tội nặng, cậu còn như vậy là tôi mặc kệ cậu đấy. Tiếp theo tôi đã làm thế nào? Nếu em gái đó thích kiểu nam thần buồn bã thì cậu cứ tiếp tục đi. Hằng quá, quá dở. Đùa thôi, cậu vẫn nên đi tiếp con đường tổng giám đốc bá đạo đi. Còn mấy ngã rẽ nhỏ này thì thỉnh thoảng đi thử cũng được. Nếu là anh em kim quân sư đầu chó của cậu, tôi đảm bảo cậu sẽ sớm ôm được người đẹp về nhà. Được. Ngày hôm sau, giải trí thượng nghệ. Cố Cẩm Hề làm thư ký cho Diêm Thâm, đồng thời dần dần bước chân sang thượng nghệ. Cô, 8 giờ sáng ngày mai. 8 giờ sáng ngày 28, giải ngôi sao ngày mai sẽ bắt đầu phòng ghi hình trực tiếp đầu tiên. Tới lúc đó mọi ban giám khảo đều phải tham gia hiện trường. Tạ Kiến Bình. Ngày 28 cũng chính là 5 hôm nữa. Nhanh quá, thời gian 1 tháng sắp kết thúc rồi. Được, hôm đó tôi sẽ tới đúng giờ. Cùng lúc đó tại cao ốc Trình Thương. Diêm Thâm. Lần sau vào nhớ phải gõ cửa. Cậu thích Cẩm Hề? Không sao. Bao lâu rồi? Cũng một thời gian rồi. Tại sao không nói cho tôi biết? Uổng công tôi cho rằng với tư cách là bạn, Diêm Thâm giao hảo tốt với cô ấy sẽ là trợ lực cho mình. Ông đây chính là loại ngu dốt nhất trên đời. Gần đây cậu bận, tôi cũng bận. Đang định đợi lúc nào rảnh thì tới tìm cậu nói chuyện này. Hèn hả? Tôi biết trong chuyện này tôi có điều không phải, nhưng tôi sẽ không từ bỏ Cẩm Hề. Cẩm Hề không thích hợp với nhà họ Diêm, cô ấy từng ly hôn, gia cảnh không nổi bật. Chỉ dựa vào thích, cậu có thể đảm bảo cậu thích cô ấy được bao lâu? Tôi không muốn cô ấy lại chịu tổn thương nữa. Chúng ta quen biết 20 mấy năm, cậu nên rõ tính tôi mới phải. Nếu đã xác định thích thì tôi sẽ không buông tay. Tôi có thể cảm nhận được Cẩm Hề không hoàn toàn vô cảm với mình, sao mình có thể buông tay được? Vậy được, chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi biết thời gian này cậu và Cẩm Hề vẫn luôn ở bên nhau, nhưng thời gian tiếp theo không vậy nữa rồi. Lịch trình trong vòng 1 năm tới tôi đã sắp xếp xong, cậu cũng đừng hòng dùng công việc để đuổi tôi đi như lần trước. Cậu nên rõ ràng, cho dù vi phạm hợp đồng phải bồi thường một số tiền khổng lồ thì cũng không phải gánh nặng với tôi. Nếu cậu muốn bước chúng ta tới đường cùng thì cứ thử xem. Xem ra anh em trở thành tình địch chắc rồi. Phòng làm việc của cố Cẩm Hề. Tối qua hình như nằm đệt gối, cổ đau nhất khó chịu. Mời vào. Cẩm Hề, anh... Của em làm sao thế? Có phải mệt quá không? Là anh à? Quên mất, anh cũng nằm ở thượng nghệ, làm xong việc rồi à? Vừa xong, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi tử tế. Làm gì thế? Xoa bóp giúp em. Nhẹ chút. Lát nữa sẽ ổn thôi, thấy thế nào? Mỏi mỏi, trướng trướng. Thoải mái hơn nhiều rồi. Được rồi, sau này đừng có làm việc cực lực như thế nhé. Cho dù có bận hơn nữa thì cứ nửa tiếng phải đứng dậy hoạt động tay chân một lần. Nào, uống cốc nước rồi nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn anh nhé. Nếu để các fan của ảnh đế biết thần tượng của mình càm ràm như vậy, anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Anh nghĩ họ nhất định sẽ rất ngưỡng mộ người bị anh càm ràm. So với việc ngưỡng mộ, tôi thấy mọi người sẽ ghen ghét nhiều hơn. Fan của Diêm Thâm đều fan muốn làm vợ anh ấy, còn fan của anh lại muốn làm bạn gái anh. Hai người đều là nam, lam nhan họa thủy. Vậy nếu để em chọn, em sẽ thích Diêm Thâm hay là anh? Chuyện này còn chưa có gặp, sao lại chọn cho được? Mình biết Tề Dục Nhiên là tiểu quái thú trong list fan của mình. Trên Weibo anh ta hệt như một em trai phát cuồng vì mình, chẳng lẽ trong thực tế cũng... Được rồi. Vậy tính cách của hai bọn anh em thích kiểu nào hơn? Cân nhắc tình anh em của anh và Diêm Thâm, mình vẫn nên công bằng đi hơn. Tính cách hai người thì kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy Diêm Thâm có hơi lạnh lùng với mọi người, sinh hoạt lặng lẽ tí, nhưng người như vậy rất dễ ngoại tình. Anh thú vị hài hước, nếu ở bên anh chắc chắn cuộc sống sẽ thú vị, nhưng nhược điểm của anh là rất thu hút con gái. Vậy nên nếu thực sự phải lựa chọn thì tôi thích tính cách của Diêm Thâm và sự thú vị hài hước của anh. Vậy nghĩa là tôi và Diêm Thâm vẫn kẻ tám lạng người nửa cân hả? Hai người đều rất xuất sắc.
Được rồi, vậy hai kẻ xuất sắc này vẫn cần tiếp tục cố gắng, đợi cô cố lật thẻ rồi. Ngày bắt đầu xả ngôi sao ngày mai. Cấm Hề, chuẩn bị xuất phát thôi. Đẹp không? Đẹp. Vậy chúng ta đi thôi. Được. Sau khi ngôi sao ngày mai được phát trực tiếp toàn diện, với thời hạn là 2 tuần trong một biệt thự gần biển. Là giám khảo kiêm nhân viên mới trong tổ đạo diễn, Cố Cẩm Hề cũng phải ở biệt thự trong 2 tuần này và có mặt vào kỳ kiểm tra 3 ngày một lần của các thí sinh. Người tiến vào vòng phát sóng cuối cùng là 20 thí sinh nhóm điện ảnh và nhóm ca sĩ được bình chọn nhiều nhất, tổng cộng có 40 người. Trong thời gian 2 tuần tới đây, cứ 3 ngày sẽ thi và loại dần thí sinh, từ 20 loại còn 16, rồi còn 12, tiến vào top 10, rồi top 5, sau đó là top 3. Vì Cố Cẩm Hề không hiểu sâu về việc ca hát, nên cô chọn làm giám khảo cho nhóm điện ảnh. Hai Cẩm Hề, mọi người tới rồi. Diêm tổng vất vả rồi. Trong đó người đông, thị phi nhiều, chắc Diêm tổng không muốn Cẩm Hề vừa mới tới đã bị nghị luận rồi chứ. Tôi vào đó sẽ bị nghị luận, cậu vào không phải càng dễ gây ra thị phi ư? Nào có, chúng tôi đều là ban giám khảo, tôi thấy một mình Cẩm Hề mang hành lý, chỉ tiện tay giúp thôi. Hơn nữa tôi và Cẩm Hề là bạn, bạn bè giúp nhau cầm chút đồ, ai dám nói gì? Không ngờ cậu ta không nói tiếng nào đã có được một vé trong chương trình này, 2 tuần tiếp theo Cẩm Hề sẽ phải ở bên cậu ta. Suốt, có phải mình cũng nên làm gì đó không? Được rồi, chỉ là hành lý thôi mà, đồ cũng đâu có nhiều, tôi tự cầm là được. Không được, tay anh có cầm gì đâu, nếu để Cẩm Hề kéo vali để người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ nói anh không phong độ, không ga lăng. Cẩm Hề biết đấy, trên mạng nó nhiều lắm, anh chỉ cần làm chuyện gì không phải là bị bôi nhọ ngay. Được rồi, chúng ta vào trong đi. Sao cậu không có hành lý cho được, ở cả đây này, đồ của mình thì không cầm đã chạy tới trước mặt người khác, vợ chăm chỉ. Một bên khác. Đẹp trai quá, wow. Hả? Diêm Thâm vẫn chưa đi. Anh về trước đi. Ừ. Nhìn cô ta làm gì? Nhìn tôi đây này. Hai người vào biệt thự, Tạ Kiến Bình đã đợi hai người ở trong. Cô Cố, anh Đế Tề, hai người tới rồi, mời đi theo tôi, phòng của hai vị ở tầng 2. Cảm ơn. Anh Đế Tề, khóa phòng của cậu bị quản lý cậu cầm đi mất rồi. Ok, tôi biết rồi. Bên này là tòa nhà chính, những thí sinh đều ở tòa nhà phụ. Nếu muốn đi xem các tuyển thủ thì có thể đi thẳng tới phía tòa nhà phụ. Hả? Được, lát nữa chúng tôi tới đó xem sao. Vườn hoa trước tòa nhà phụ. Kiki, lát nữa là bắt đầu rồi, tớp hồi hộp quá, làm sao bây giờ? Yuki, uống nhiều nước vào. Nhỡ mai uống nhiều nước lại đi vệ sinh suốt thì không tốt lắm. Lát nữa chúng ta sẽ bị ghi hình cả ngày 24 tiếng, trừ khi tắm gội, đi vệ sinh hay thay đồ, những chuyện khác bao gồm cách ngủ cũng sẽ bị quay lại để mọi người xem. Đó là ai? Hả? Cái gì? Hả? Là cô Cố? Người phụ nữ đó chẳng lẽ là nhân viên không sáng? Thật đáng ghét. Wow, ảnh Đế Tề kìa. Ha, đẹp trai quá. Ảnh Đế Tề thật kìa, idol của em đấy. Lát nữa nhất định phải xin được chữ ký của anh ấy. Em không lo Cố Cẩm Hề nữa hả? Lần trước cô ta không cho em chút mặt mũi nào đâu đấy. Cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ dựa dẫm vào Diêm Tổng mà thôi. Giờ Diêm Tổng không có ở đây, em không thèm sợ. Ế, có người lên đó xin chữ ký rồi, em cũng muốn qua đó. Không ngờ cô ta cũng tới, có cô ta ở đây mình chắc chắn sẽ bị loại. Lượng fan tích góp của top 20 chắc cũng đủ để cô đi diễn rồi nhỉ? Cô cũng tha thứ được cho tôi tới mức đó ư? Nếu như tôi không thể tha thứ cho cô nghĩ bản thân mình còn có thể có cơ hội ra sân không? Trong tay tôi có một thứ cực kỳ thú vị, là một thí sinh vì muốn tiến vào vòng cuối cùng đã nằm dưới thân một vị đạo diễn đã có vợ nào đó. Hơn nữa thí sinh này vì có số phiếu bầu đang ở tình trạng nguy kịch, còn liên lạc với một công ty viết bài trên mạng, thành công lại bỏ được một cô gái khác cực kỳ có tiền đồ. Cô nói xem có phải rất thú vị hay không? Mình làm bí mật như vậy, cô ta làm sao mà biết được? Cô muốn thế nào? Cho cô một tuần, tôi muốn cô rời khỏi tiết mục này. Đúng rồi, chỉ có thể đi theo cách bị loại. Tin chắc cô rõ ràng, nếu bị loại thì lượng fan của cô vẫn còn. Nhưng nếu tôi phát đoạn video này lên, không những hình tượng của cô bị hủy hoại hoàn toàn, mà tên đạo diễn đó cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam. Cô thông minh như vậy chắc chắn biết phải chọn thế nào chứ. Không được, video đó tuyệt đối không thể
Cố Cẩm Hệ phát tán ra ngoài. Được, tôi hứa với cô, nhưng cô phải đảm bảo với tôi, không được nói bất cứ với ai về chuyện video, còn cả chuyện phiếu bầu trên mạng nữa. Tất nhiên, vậy cứ quyết định thế nhé, tôi đi trước đây. Mình không thể chờ chết, mình phải nghĩ cách. Sao thế, Tiểu Duyệt? Tiểu Duyệt? Người phụ nữ đó là ai thế? Sao lại bắt nạt cô? Trịnh Nhất Đan, bạn thân của Lý Duyệt. Cô ấy là Cố Cẩm Hề, là tiểu thư nhà họ Cố hồi trước, cũng là bạn tốt nhất của tớ. Trông cô ấy có vẻ không giống bạn thân của cậu lắm, nào có ai lại khiến bạn tốt của mình khóc bao giờ. Đúng vậy, Tiểu Duyệt, cậu tốt tính như vậy chắc chắn cô ta thấy cậu dễ bắt nạt. Cảm ơn mọi người, có thể quen biết với mọi người tớ rất vui. Nhưng mà đừng có vì tớ mà đắc tội cô ấy nhé, sợ cô ấy là bạn giám khảo của tiết mục này đấy, nắm giữ quyền sống chết của chúng ta trong tầm tay đó. Ban giám khảo, cô ta có thân phận gì mà có thể làm ban giám khảo của chúng ta? Tớ cũng không biết, nhưng lần đầu mặt cô ấy có, nhưng lần gặp mặt cô ấy trước có nói bản thân là ban giám khảo của chương trình này, lúc đó tớ còn không tin lắm. Theo lý mà nói cô ta ly hôn với Quý Tổng rồi, nhà họ Cố chỉ còn một mình cô ấy, không nên có gì mới đúng. Ly hôn với Quý Tổng? Cô ta là Cố Cẩm Hề, không ngờ cô ta còn có mặt mũi lên mạng, không sợ bị nhận ra rồi bị mắng cho một trận ư? Thì ra đó chính là cô vợ tâm ngoan thủ lạc trắng giữa ảnh hậu Kiều Y Y và Quý Tổng đó ư? Loại người như vậy cũng xứng làm ban giám khảo của chúng ta. Tôi còn lâu mới ngồi im chờ chết, cô nắm được thóp của tôi cũng sẽ bày mưu trong bóng tối. Vừa nãy anh thấy em nói chuyện với Lý Duyệt rồi. Sao? Định vòng đầu tiên đã đá cô ta ra ngoài hả? Tôi giống người làm việc bồng bột vậy ư? Nguyên tắc chương trình này là công bằng, mà tôi sẽ không làm chuyện phá hại nguyên tắc. Tôi thì chẳng quan tâm lắm tới chuyện phá nguyên tắc hay không, tới lúc đó em đừng ra tay, anh loại cô ta ra là được rồi. Anh là ảnh đế, tất nhiên có thể nhận ra được một đống sai sót trong kỹ thuật diễn của cô ta. Không cần đâu, cô ta sẽ tự bức bản thân vào chỗ chết, chúng ta cứ đợi xem kết quả là được. Mình quá hiểu con người Lý Duyệt, với tính cách của cô ta chắc chắn sẽ không ngồi im chờ chết, mà thứ mình muốn chính là việc cô ta phản kháng. Lần phát trực tiếp đầu tiên bắt đầu, ban giám khảo chia làm 2 tổ, điện ảnh và ca hát, mỗi tổ 3 người. TV đang phát trực tiếp tiết mục này. MC là thầy Cương, em thích thầy ấy lắm. Chính cậu ấy, mấy chương trình nghệ thuật tổng hợp nổi tiếng cậu ấy dẫn anh đều xem. Trên mạng cũng phát trực tiếp, những ban giám khảo này đều rất quen mặt. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Tài Dục Nhiên là ai thế, cũng là ban giám khảo hư? Phòng làm việc của Diêm Thâm. Tại sao hai người đó lại ngồi chung với nhau, không thể ngồi cách một người ư? Hiện trường phát trực tiếp. Vị tôi muốn giới thiệu sau đây có lẽ mọi người đều xa lạ. Cô ấy chính là Cố Cẩm Hề. Cô ấy là ban giám khảo ạ? Không biết, mới vào giới ạ? Vậy sao lại có thể làm ban giám khảo luôn nhỉ? Cô ấy là diễn viên ạ, có tác phẩm gì không? Cô ấy là ai? Đẹp quá. Cô Cố, tôi tin rằng lúc nãy có rất nhiều người cũng tò mò giống tôi. Cô dựa vào cái gì mà ngồi trên ghế ban giám khảo? Một bình hoa dựa dẫm đàn ông như cô cũng có tư cách làm ban giám khảo, để xem hôm nay tôi đối phó cô thế nào. Wow, thầy Cương mạnh mẽ quá, hỏi hay lắm, ha ha ha. Tôi cũng muốn hỏi, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Không có tí thực lực nào thì dựa vào đâu mà ngồi vào cái ghế đó? MC này là ai? Lại dám chất vấn cẩm hệ của mình như vậy. Anh ta là Cương Thâm, là một ca sĩ trong kênh của Tạ Kiến Bình. Bình thường phong cách dẫn chương trình của anh ta rất ôn hòa, không biết lần này vì lý do gì mà... Mặc kệ, vì lý do gì, để hắn nếm thử mùi vị bị người ghé lạnh. Tôi hiểu. Hiện trường phát trực tiếp. Cậu... Vậy thầy Cương cho rằng tôi dựa vào đâu mà ngồi đây? Tất nhiên là dựa vào thực lực của tôi rồi. Vậy ư, trong các bạn giám khảo có mặt ở đây, có ảnh đế nổi tiếng, có nhà biên kịch vàng, có nghệ sĩ, có ca sĩ thiên tài, không biết cô Cố là... Xem ra ban tổ chức cũng hao tổn nhiều tâm huyết, các bạn giám khảo ai cũng là nhân vật giỏi sang tầm cỡ thiên tài từ các lĩnh vực khác nhau. Có thể cùng các thầy cô vượt qua 2 tuần tiếp theo chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều điều. Cô gái này rất biết nói chuyện. Cố tổng giỏi quá. Tôi cũng mới bước chân vào giới showbiz, có rất nhiều chỗ cần học hỏi, nhưng nếu đã bước chân vào ngành này, tôi sẽ cố gắng hết sức khai quật nhân tài, vì họ mà trải sẵn đường đi rộng lớn khang trang. Truyền thông thiên ngữ vừa mới vào nghề còn có rất nhiều chỗ cần mọi người giúp đỡ, mong mọi người không tiếc chỉ vậy. Còn về việc tôi dựa vào lý do gì mà ngỏ vị trí giám khảo, tất nhiên là vì muốn khai quật nhân tài một cách tốt hơn rồi. Nói hay lắm. Có lý, có chứng cứ, Cẩm Nương giỏi lắm. Chỉ cần là thí sinh tôi nhìn trúng, cho dù người đó không có khả năng lọt vào vòng trong, tôi cũng sẽ thu nhận. Tất nhiên là nếu là người tôi không thấy hợp, dù có đi tới vòng cuối cùng, tôi cũng không dao động.
Thầy Cương, câu trả lời của tôi có làm thầy hài lòng không? Cô cố biết ăn nói như vậy, bảo sao trải qua phòng ba bảo táp như vậy, vẫn có thể ngồi vững ở nơi này, không thể không nói tôi bực cực kỳ bội phục cô cố. Tiếp theo đây tôi xin nói về quy tắc cuộc thi. Kéo dài thời gian hắn ta rảnh rỗi, bị người lạnh nhạt đi. Rõ. Cẩm Hề à, hiện trường phát trực tiếp. Em đắc tội người dẫn chương trình này à? Lần đầu gặp mặt sao nói là đắc tội được? Cậu ta vừa mới ký một dự án nghệ thuật mang đất. Mạng đất có triển vọng do phong nghiệp đầu tư. Đúng là đi tới đâu cũng không thoát được hai chữ phong nghiệp. Cuối cùng cũng kết thúc buổi phát sóng. Hôm nay xong việc rồi, chúng ta về thôi. Được. Cô vừa nói chỉ cần là người cô thích, cô sẽ không quan tâm tới thứ hạng của họ có thật hay không. Tất nhiên, có những lúc thứ hạng chẳng nói lên điều gì cả. Người được chọn chưa chắc đã là người giỏi, người bị loại chưa chắc đã là người kém. Cô nói đó có lý, tôi là Địch Phi, sau này tin rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Tôi là Cố Cẩm Hề, rất mong được hợp tác với cô. Trong vườn hoa, tòa nhà phụ. Phải nộp cả điện thoại ư? Trong thời gian hoạt động không được phép dùng điện thoại hả? Đúng vậy, tránh việc các cô nhìn thấy đánh giá trên mạng của mình, sau cuộc thi kết thúc sẽ trả lại cho các cô. Trịnh Gia Hy. Cố Tổng. Chuyện lần trước thế nào rồi, sau đó cô không gọi điện cho tôi cũng không tiện điều tra chuyện phát sinh sau đó. Đạo diễn Vương đã điều tra rõ chuyện này rồi, Tịch Mộng Mộng không cẩn thận làm vỡ đồ, cô ấy sợ ba cô ấy mắng nên mới đổ oan cho Nhất Nhất. Cô ấy xin lỗi bọn tôi rồi, tôi biết rằng cô rất bận nên không tiện làm phiền cô. Vậy thì tốt, tiết mục tuyển chọn lần này chắc chắn sẽ thu hút người xem, cố lên. Vâng, tôi sẽ nhất định cố gắng. Như kế hoạch ngày mai, chính thức lên sóng Ngôi Sao Ngày Mai rồi, nay là Chủ Nhật, tạm thời không có chuyện gì. Hả, hôm nay là Chủ Nhật, là ngày mình phải livestream mà. Dạo này bận quá nên quên mất có chuyện này, có cần phải mượn nhà bếp của biệt thự không nhỉ? Không được không được, sợ chỗ này đâu đâu cũng có camera, nhỡ may để lộ bản thân thì không tốt. Đúng rồi, nếu không làm đồ ăn được thì mình có thể đăng thứ khác lên Weibo để mọi người xem, nhưng mà mình phải hỏi Diêm Thâm trước đã. Hai ngày rồi sao Cẩm Hề chẳng gọi gì cho mình vậy? Hay là mình gọi cho cô ấy? Cẩm Hề? Ngại quá, mấy hôm nay tôi bận quá không liên lạc với anh. Anh hiểu, dạo này anh cũng rất bận. Vậy tôi muốn hỏi chút, biệt thự này có phòng đàn không? Tôi nhớ anh từng nói biệt thự này cũng là sản nghiệp của anh, nên là... Phòng đàn? Có, tôi bảo quản gia đưa cô tới đó. Quản gia? Chỗ này có quản gia ư? Tất nhiên. Tất nhiên không có rồi, nhưng giờ mình có thể sắp xếp một người tới đó. Em có chuyện gì thì cứ tìm quản gia, ông ấy sẽ sắp xếp cho em. Vâng, cảm ơn anh. Không không, có chuyện gì em cứ tìm anh sẽ sắp xếp quản gia làm giúp em. Nếu như chuyện gì em cũng đi tìm quán ra thì không phải anh không có cơ hội nói chuyện với em rồi. Được rồi, tôi hiểu mà. Một giờ sau. Tới đây. Cô cố, tôi là quản gia ở đây. Quản gia biệt thự. Đây là đồ cậu chủ bảo tôi đưa tới, bảo rằng chuẩn bị điểm tâm và trà chiều cho cô cố. Cảm ơn ông mà. Giờ tôi đưa cô cố tới phòng đàn nhé. Vâng, cảm ơn ông. Chính là nơi này, phòng đàn nằm ở khu vực cấm bước chân vào trong hoạt động lần này, nên cô cố có thể yên tâm không ai tới làm phiền cô đâu. Phòng đàn. Đẹp quá, cảm ơn ông. Cậu chủ nhà ông cũng thích chơi piano à? Mấy ngày này cậu chủ bận việc, thời gian có thể yên tĩnh chơi đàn ít đi đáng kể. Cô không biết đó thôi, hồi cậu chủ lên đại học, đạt được không ít giải piano đâu. Khá mong nhìn thấy dáng vẻ Diêm Thâm chơi đàn. Cô cố, tôi đã chuẩn bị máy quay rồi, 5 phút nữa sẽ bắt đầu quay. Vâng, cảm ơn ông, tiếp theo tôi có thể tự làm được. Vâng, vậy tôi xin phép đi trước, có chuyện gì thì cô cứ liên lạc với tôi. Vâng. Hôn để trong mơ. Đàn ca khúc này đi. Một giờ sau, đàn xong rồi, đăng lên Weibo thôi. Weibo của Cẩm Nương. Chân thành xin lỗi mọi người vì nguyên nhân đặc biệt mà hôm nay tôi không thể đăng món ngon cho mọi người thưởng thức được, vậy nên tôi dành tặng mọi người một ca khúc nhé. Ta là Tiểu Hắc. Wow, Cẩm Nương đăng bài kìa, lạ thật. Lần này không làm món ăn ngon mà chơi đàn. Chó của Tiểu Nương. Cái gì? Thật ra tôi đã yêu nhầm một streamer đầu bếp ư? Rõ ràng bảo chỉ nấu đồ ăn ngon cơ mà. Rõ ràng đang tát vào mặt tôi mà. Chắc khiến mọi người giật mình nhỉ? Hả? Vẫn đùa trong tim. Chơi đàn cũng đạm tạm. Tôi nhớ là chủ kênh này ly hôn rồi, chắc không phải muốn mượn cơ hội này cậu. Được nghệ sĩ âm nhạc nào chứ? Sao?
Ai vậy? Sao lại kéo sang chuyện mình ly hôn? Sau khi bình luận khiêu khích đó xuất hiện, fan của Cẩm Nương bắt đầu bật lại. Ồ, đây không phải fan não tàn của Kiều Y Y ư? Không ngoan ngoãn ở trong chuồng của mình, tới nơi này làm cái gì? Có tin chúng tôi mỗi người tặng cho cô chút nước bọt dìm chết cô không? Không để cho người ta nói sự thật, mới nhập môn mà đã dám to mồm khoe tài rồi, nhờ đám fan não tàn mấy người ủng hộ cả, so với Y Y nhà chúng tôi à, Cẩm Nương này chỉ là rác bỏ đi. Fan của Cẩm Nương và fan của Kiều Y Y cãi nhau kịch liệt. Kiều Y Y, sao chỗ nào cũng có cô vậy? Bỏ đi, không xem nữa, mắt không thấy, tâm không. Jasper, tình cảm của nhân vật được khắc họa đầy đủ, cô gái này rất giỏi, linh hồn của cô ấy như hòa làm một với ca khúc. Nếu đây là nhập môn, vậy hiện tại có được mấy người xuất môn? Đàn rất hay, vỗ tay. Jasper, sao tôi không biết trình độ của người nhập môn lại cao tới mức này nhỉ? Xin lỗi mọi người, vì lý do đặc biệt nên hôm nay tôi không thể ăn đăng ảnh đồ ăn. Jasper, đó không phải là nhà piano nổi tiếng thế giới, Diêm Thâm mở mấy bình luận ca khúc của mình, thật sự. Hai bên fan đều thấy Jasper xuất hiện. Hả? Ai vậy? Cái gì? Jasper? Ha 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 ha, tự vả kìa, Jasper là nhà piano nổi tiếng thế giới đó, lời ông ấy nói chắc chắn không thể là giả. Chúng tôi sẽ quay lại. Diêm Thâm, tổng giám đốc Diêm rảnh, vậy từ khi nào thế còn có thời gian lên Weibo? Không tới mức rảnh nhưng cũng không đến nỗi không bỏ ra được chút thời gian. Đúng rồi, đồ anh tặng em đã ăn chưa? À, suýt thì quên mất. Đây là đồ đầu bếp Edgar làm. Ừ, không phải em thích ăn à? Anh bảo ông ấy đây ở đây thêm một thời gian, sau khi kết thúc chương trình em có thể giao lưu học tập với ông ấy một chút. Tốt quá, cảm ơn anh. Biệt thự nhà họ Quý. Sao thế? Ai chọc giận bác cưng của anh vậy? Anh nói xem, em kém vậy ư? Còn không nổi tiếng bằng một Cẩm Nương ở trên mạng nữa. Người đó sao so được với em? Sợ bật cửa bước vào giới giải trí ngày càng thấp, kẻ nào cũng vào được. Đúng thế, thấp thì bao nhiêu anh có biết? Ngôi sao ngày mai không? Trong buổi phát trực tiếp hôm nay em thấy vợ cũ của anh còn ngồi ghế ban giám khảo nữa chứ. Cẩm Hệ, sao cô ấy lại chạy tới đó? Anh hỏi em biết hỏi ai? Nghe nói Thiên Ngữ đang nằm trong tay cô ta, chẳng biết cô ta lấy đâu ra tiền. Người này giống trống cua chiên như thế làm gì? Chẳng lẽ cô ta còn muốn cướp Quý Lưu Phong về ư? Livestream tuyển chọn ngôi sao ngày mai chính thức bắt đầu. Camera nhắm thẳng vào các thí sinh suốt 24/24, đưa tất cả hành động và đối thoại của họ lên mạng. Được rồi, mọi người đều rút thăm xong nhân vật và cảm xúc rồi. Từng người lên đây diễn theo thứ tự. Buổi chiều phòng tập. Đúng là những đứa trẻ hoạt bát. Mong rằng mình có thể chọn được hạt sống tốt, phù hợp với Thiên Ngữ. Cảm xúc lấy đầu đà, giả dối chứ, tôi không lột tả được. Hai chữ giả dối này không phải cảm xúc thì cô cần phải học cách phân tích nó, thấu hiểu nó, để làm sao biến nó thành một loại cảm xúc. Không phải chị ta là ban giám khảo của bọn tôi, nếu chị ta có năng lực bình luận về chúng tôi, vậy chắc chị ta hiểu về diễn xuất, càng không xa lạ gì với hai chữ giả dối này. Không bằng để chị ta diễn cho chúng ta xem. Kịch hay tới rồi. Lời của em gái rất sắc bén, anh thích. Cô giám khảo xinh đẹp này sẽ ứng phó thế nào đây? Mong đợi quá. Nghe nói cô gái này chỉ là một bình hoa, không biết liệu có khóc rồi chạy mất dép không. Mộng Mộng, đừng gây chuyện, đó là Cố tổng. Tịch Mộng Mộng là loại người càng khuyên càng hăng hái, để con bé vả mặt Cố Cẩm Hệ thay mình cũng được. Chị ta từng làm những chuyện kia, diễn mấy vai này cho chúng ta một chút, thì có làm sao, cả ngày đeo mặt nạ, chị ta không mệt nhưng em nhìn là thấy đã mệt rồi. Thí sinh này có vẻ rất thích kêu khích ban giám khảo nhỉ? Cô nghĩ bản thân cô mạnh tới mức có thể coi thường ban giám khảo ư? Hờ, tôi còn nhớ ngôi sao ngày mai điều quảng cáo sẽ dựa trên nguyên tắc công bằng cơ mà, chẳng lẽ chị dám lấy việc công làm việc tư ư? Đang livestream đó, tôi còn đâu mới sợ chị nhằm vào tôi trước mặt hàng tỷ cư dân mạng. Nếu trong danh sách lọt vào vòng trong không có tên tôi, ai cũng sẽ nghi ngờ là do chị động tay động chân. Diêm tổng, có cần tôi thông báo với bên đó ngừng việc phát sóng không? Không cần. Cẩm Hệ không phải áo bông mặc người khác bắt nạt. Chuyện MC lần trước cô ấy xử lý rất tốt, tôi tin cô ấy. Hiện trường livestream, nguyên tắc của ngôi sao ngày mai là công bằng. Nhưng cá nhân tôi không như thế, xem ra tôi cần phải nói với cô một tiếng. Từ phần thi đầu tiên cho tới phần thi cuối cùng, cô tuyệt đối không có mặt trong danh sách lọt vào vòng tiếp theo đâu. Tất nhiên cô có thể hy vọng phiếu bầu trên mạng của cô đủ cao, như vậy tôi sẽ xem xét giữ cô lại lâu chút. Chị ta dám nói những lời như vậy trước mặt các bạn mạng, không sợ bị dìm chết bằng nước bọt ư? Ha ha,
Đúng là quen thói tiểu thư, dám khiêu khích quy tắc và các bạn mạng như vậy, chán sống rồi chắc. Tôi không thích có người ác ý khiêu khích tôi, trừ khi mấy người đủ tư cách bỏ qua sở thích của tôi. Đồng thời tôi thích những người có thực lực và biết cố gắng, chỉ cần mọi người đủ ưu tú thì chúng ta kiểu gì cũng nên chuyện. Thứ gì vậy? Bản thân là một bình hoa thì thôi, còn mặc kệ quy tắc. Bỏ! Cô ta hiểu việc diễn không? Nếu không hiểu thì dựa vào cái gì mà đòi làm giám khảo? Chỉ dựa vào ô dù to mà tùy ý sự sỉ vả người khác. Mộng Mộng, tôi ủng hộ cô. Nghe nói ô dù của cô ta rất to nên mới có thể mặc kệ quy tắc. Không biết diễn cũng chẳng biết hát mà đòi làm ban giám khảo, dẫm đạp người khác ư? Trừ những lời mắng nhiếc thì cũng có một số bình luận khác. Em gái mưa, Bạch Liên Hoa đâu? Bá đạo vậy làm gì? Chị giám khảo bá đạo thật. Em ủng hộ chị. Đi họp. Không hổ là cẩm hệ của mình, nó hay lắm. Chính là như vậy, ai động đến em cứ bật thẳng người đó. Xảy ra chuyện gì có anh gánh. Vâng, mình còn tưởng Nghiêm tổng quên mất cuộc họp rồi cơ. Xem ra cô cố đã giải quyết được vấn đề khó rồi. Một bên khác. Hả? Đạo diễn Tạ cũng tới đây ư? Hai người tới rồi à, mời vào. Cô cố, chuyện lần này có phải cô làm liều quá được không? Làm như vậy chương trình của chúng tôi chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách đi cửa sau lắm. Ý anh là chương trình này công bằng 100% ư? Cũng không thể nói như vậy được, tôi có thể đảm bảo bản thân mình chứ không đảm bảo được người khác. Nhưng dù có nói thế nào thì mọi người đều làm trong âm thầm, cô lại đưa bản thân ra ngoài ánh sáng, e rằng sẽ thành tâm điểm. Nếu số phiếu của tập Mộng Mộng đủ cao, tôi sẽ giữ cô ấy lại, chắc chắn không loại ngay đâu. Hơn nữa ông cảm thấy kỹ thuật diễn của tập Mộng Mộng tốt đến cỡ nào? Không tin tôi, chẳng lẽ ông không tin ảnh đế tề à? Chuyện này liên quan gì tới ảnh đế tề? Xem vở kịch báo thù này có vui không? Muốn vui hơn nữa thì mau nộp tất cả tim, bình luận với post ra đây. Đơn giản thôi, so với diễn xuất thì tôi quan tâm soi mói nhiều hơn về bản lĩnh. Tôi đảm bảo lần nào cũng có thể chỉ ra ít nhất 5 lỗi sai của tịch Mộng Mộng. Thì ra ảnh đế tề muốn củng cố cẩm hệ chơi gian. Nhưng nếu nhìn từ một góc khác, chuyện lần này đích thực giúp chương trình thu hút người xem hơn rất nhiều. Hai người nó khiến tôi không thể phản bác, vậy tôi đành mong đợi vậy. Đạo diễn Tạ đi rồi, em định cảm ơn anh thế nào đây? Đợi chương trình này kết thúc tôi mời anh ăn cơm. Nợ 2 bữa tặng thêm 1 bữa, tổng cộng 3 bữa. Được. Thám tử Bạch, chuyện của ba tôi đã tìm ra manh mối về người đó chưa? Xin lỗi cô cố, tôi không điều tra được tư liệu về người đó. Hơn nữa vụ án của ba cô, sợ rằng tôi không giúp được rồi. Cái gì? Thành thật xin lỗi cô cố. Từ tài khoản vào ít giờ ít phút ngày ít tháng ít nhận được. Đây là số tiền mình chuyển cho thám tử Bạch trước đây. Ông ấy trả lại toàn bộ. Chuyện này không thể tiếp tục điều tra ư? Chớp mắt, việc livestream đã diễn ra liên tục 3 ngày. Vòng thi đầu tiên sắp bắt đầu. Gặp một lần liền có thể khiến người khác bất ngờ một lần. Cẩm Hề, em không vào giới showbiz quả thật lãng phí. Gái xinh trong giới showbiz nhiều như vậy còn không đủ cho anh ngắm ư? Trong mắt anh không ai đẹp bằng em. Lại thế, cả ngày chiêu chọc tôi làm gì, ảnh đế tệ không cưới sao còn trêu? Anh muốn cưới lắm chứ, em chạy nhanh như vậy anh nào có cơ hội nói ra. Cuộc thi sẽ chia làm 3 vòng. Vòng đầu tiên tất cả mọi người lần lượt biểu diễn đoạn phim mình rút thăm được, không có diễn viên phối hợp, chỉ có thể tự phát huy bản thân. Vòng 2 là hạng mục tập trung, các thí sinh sẽ chia nhóm ít nhất 3 người, nhiều nhất 5 người, cùng nhau diễn một đoạn phim. Vòng thứ 3 là biểu diễn ngẫu nhiên đề mục được tập hợp từ các bạn mạng và khán giả có mặt ở đây trước khi bắt đầu tiết mục. Thí sinh sẽ lên bốc thăm rồi biểu diễn. Cố Cẩm Hề và Tề Dục Nhiên cùng tiến vào. Nhìn kia, giám khảo Cố tới rồi, cô ấy sẽ không lại tập Mộng Mộng thật đấy chứ. Không biết, nhưng dù có cho tập Mộng Mộng qua thì cũng sẽ làm khó cô ấy một chút. Tức chết đi được, sao chị ta lại ngang ngược như vậy? Đừng xúc động. Lên đi, tốt nhất giờ em lên cho cô ta một cái tát luôn. Em xin lưu. Hiện tại ban giám khảo đều tới đông đủ, lát nữa chúng ta... Ồ, MC họ Khương bị đổi rồi hả? Diêm Thâm hành động nhanh thật đấy. Nhà họ Tập, mẹ Tập, bà nội Tập, ba Tập. Số phiếu của Mộng Mộng thế nào rồi? Không đủ thì mua thêm. Chúng ta không thể để cái cô Cố Cẩm Hề kia bắt nạt Mộng Mộng được. Mẹ yên tâm, số phiếu trên mạng của Mộng Mộng xếp thứ 5, chắc cô ta không dám ngán chân Mộng Mộng đâu. Tất nhiên, Cố Hùng còn sống còn không dám nói chuyện với mẹ như thế. Con gái ông ta thì hay rồi, nhà còn không có mà dám tuyên chiến với mẹ, đúng là không biết trời cao đất dày.
Ô dù của Cố Cẩm Hề đó là Diêm Thâm, nhà họ Tập chúng ta không chống lại nhà họ Diêm được đâu. Ba giám khảo đã ngồi vào vị trí, chắc chắn mọi người đều đã chờ lâu. Hiện tại cuộc thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Mời thí sinh đầu tiên, Lý Duyệt. Chị Duyệt, cố lên. Nhớ thỏa thuận của chúng ta. Tôi không phó mặc cho số phận đâu, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt, đạt được nhiều phiếu bầu nhất, khiến cô cũng thể thao túng sau lưng. Chào các ban giám khảo, hôm nay tôi muốn biểu diễn một cảnh quay của nữ chính trong bộ phim Phi Tường. Đây là tiết mục và nhân vật của mỗi thí sinh. Vòng thi đầu tiên này chương trình cũng không làm khắt khe quá, cơ bản là mỗi thí sinh đều có thể diễn được. Yên tâm, tôi muốn đuổi cô ấy cũng sẽ không ra tay ngay từ vòng đầu đâu. Sau khi kết thúc vòng thi đầu tiên, tất cả thí sinh đều thuận lợi lọt vào vòng trong. Xin hỏi, giám khảo Cố có gì muốn nói với các thí sinh không ạ? À? So với đọc diễn thì tôi thích xem họ được va chạm với nhau hơn, nên tôi rất hy vọng được thấy họ trong vòng tiếp theo. Đóng phim cần phải xem phối hợp thế nào. Vòng đầu tiên chỉ để cho mọi người biết họ thực sự có tư cách đứng trên sân khấu này. Chúng tôi rất mong chờ sự biểu hiện của các bạn trong vòng tiếp theo. Phòng làm việc của Diêm Thâm. Nói với bên chế tác quay Cố Cẩm Hề nhiều chút. Vâng, ai thèm xem đám bà Tám này chứ. Mình chỉ muốn nhìn Cẩm Hề. Thôi cứ để vậy đi. Đây là livestream, mình không muốn nhiều người nhìn thấy Cẩm Hề của mình. Vâng. Vòng thi thứ hai bắt đầu qua rút thăm. 20 người chia thành 5 tổ, theo kịch bản khác nhau, chia thành các tổ từ 3 đến 5 người. Lý Duyệt và Tập Mộng Mộng được phân chung một nhóm. Nhóm họ có 3 người, người còn lại là Diêu Kỳ. 3 người họ biểu diễn phiên bản giảm bớt của Cẩm Sắc. Bộ phim này kể về một nữ thương nhân tên là Cẩm Sắc, kết hôn với người chồng đính hôn từ nhỏ. Lại vì chồng lăng nhăng dẫn tới việc cô bồ nắm quyền, đuổi Cẩm Sắc ra khỏi nhà, vậy mới có sự quay lại hoa lệ của cô sau này. Trong bộ phim này, người chồng đăng nhân là nam chính do Chiêu Kỳ thủ vai, Tập Mộng Mộng diễn Cẩm Sắc, Lý Diệt vào vai cô bộ tiêm nương. Wow, diễn hay quá! Ha, đó là Kỳ Kỳ của tôi, mặc đồ nam đẹp quá đi, em yêu chị. Mấy thí sinh này được đó, kỹ thuật diễn được phết. Cái cô Cẩm Sắc này xinh này, đẹp dịu dàng, mỗi tội lúc khóc chẳng thấy được nước mắt đâu cả. Người đó cũng được, khí chất khá giống. Nhà họ Tập, cháu gái và diễn hay nhất, chắc chắn có thể thuận lợi thăng cấp. Chính xác, chính xác. Kết thúc biểu diễn. Một phần biểu diễn rất đặc sắc, ba diễn viên trẻ tuổi có thể diễn tốt như vậy thật đáng nhận được sự cổ vũ của mọi người. Vậy tiếp theo chúng ta cùng nghe xem các vị giám khảo nói gì nhé. Tin rằng mọi người đều biết tôi khá khắt khe về phương diện chuyên nghiệp, nên nếu ai không thích, mời bỏ qua những gì tôi sắp nói. Hậu trường, đạo diễn Tạ, ảnh đế Tệ muốn nói gì thế, tôi cảm thấy không đúng lắm. Tôi làm sao mà biết được? Nếu biết thì đã không khẩn trương thế này. Ảnh đế Tệ, tôi xin cậu đó, cậu đừng đuổi đi, người đi bây giờ chứ, nếu không nội tình đen tối này lớn quá. Đầu tiên là Diêu Kỳ, cô là một thí sinh rất có tiềm năng, kịch bản này không ổn, hạn chế sự phát triển của cô, nhưng năng lực truyền cảm của cô rất tốt, năng lực điều khiển cục diện cũng không tồi. Trong ba nhân vật thì người chồng là nhân vật khiến khán giả ghét, cô đã thể hiện nhân vật này rất đầy đủ. Cảm ơn thầy Tề góp ý. Lý Duyệt diễn tiêm nương, vai này khá phù hợp với cô. Vừa nãy nhìn cô diễn kẻ thứ ba trong Thời Dân Quốc, tôi còn tưởng một kẻ thứ ba thực sự đang đứng trên sân khấu. Anh ném đá giấu tay, mắng tôi là kẻ thứ ba phải không? Theo tôi thấy cô diễn, không phải đã nói mấy vòng đầu không động tới cô ta rồi ư? Ảnh đế Tề chẳng nể mặt chút nào, còn đang livestream mà cậu đi nói người ta là tình nhân. Không phải cậu ấy đang ám chỉ Lý Duyệt là người của mình đấy chứ? Bởi vẫn nên tìm cơ hội đá cô ta càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Tất nhiên, đây cũng coi như một sự khẳng định cho khả năng diễn xuất của cô. Cô vào kịch khóc rất nhanh, xem ra bình thường luyện tập không ít, nhưng xử lý mấy chi tiết còn không được, điểm này cần phải học hỏi giáo viên nhiều hơn. Thật là, chê trước khen sau, dọa người ta giật mình đó. Cảm ơn thầy Tề đã dạy. Tới lượt mình rồi, không biết thần tượng sẽ nhận xét về mình thế nào đây, lo quá.